Nam Mô Bụt Tha. Dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Thất mỗi ngày 2 giờ. Dạ, cảm ơn Huệ Ngọc cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10:30 tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 6 giờ 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, cảm ơn, nghỉ lại cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Hôm nay 3/19, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay: giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do Hòa thượng Minh Châu dịch Việt. Bài 34, Kinh Thập Thượng, Dasuttara Sut. Nhận thuốc, một triệu phần tai hại sẽ được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ở tri minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.
Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chứ vì hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành đảnh lễ đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Cho Nhật Bình xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Nguyễn Ngọc. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con tri ân sư. Con thành kính đảnh lễ ngài Tỷ Siêu, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do hòa thượng Minh Châu dịch Việt, bài 34 kinh thập thượng đã xuất tá ra xuất tá nhận thức thiếu sáng suốt, một pháp chịu phần tai hại. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỷ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá, và con kính tri ân đại đức Nguyên Thông. Kính thưa Bụt Thầy, xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa Học Đăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Nguyên Thông. Kính chào quý bà quý cô tu nữ và chư Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đề nghị chúng ta học thêm một bài nữa, và không biết là cô Nhật Quỳnh có thể biết cách để đọc hay không. Tức là hôm nay chúng ta sẽ học cái pháp đầu tiên là nhận thức thiếu sáng suốt, một pháp chịu phần. Cái này không phải là pháp chịu phần tai hại, mà một pháp thuộc hạ liệt. Cái này thuộc phần hạ liệt nó hay hơn là chịu phần tai hại. Bởi vì cái pháp thứ hai nó kế tiếp, kế cái bài Hanakhayo, tức là quý xê sát phát vô, sự nhận thức sáng suốt một pháp thuộc phần thủ thắng. Một pháp thuộc phần thủ thắng, tức là pháp thuộc phần hạ liệt đó, là Ayodhiso Manasikara, tức là không khéo tác ý, hay là không như lý tác ý. Còn cái pháp mà thuộc phần thủ thắng không phải là đưa đến thủ thắng, mà thuộc phần thủ thắng. Pháp đó là như lý tạng lý, hay là
khẽ tẩy. Tại sao chúng tôi đề nghị chúng ta học hai phần này? Bởi vì cái bài kinh mà Thượng Tọa Nhất Đẳng dẫn nhập về trích đoạn làm cái bài đọc của chúng ta, thì trong cái bài đó thì cái đoạn số 4 Đức Phật ngài dạy: do duyên gì si chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng rộng lớn, cần phải trả lời là không như lý tắc ý. Rồi cái đoạn số 7 đó: do nhân gì này cách thị giả, do duyên gì si chưa sanh không sanh khởi, hay si đã sanh được độn tận, thì mới trả lời rằng cần phải trả lời là như lý tắc ý. Với ai mời si chưa sanh được sanh khởi, si đã sanh được độn tận. Nếu ở trong cái bài kinh trích dẫn đề cập đến hai pháp, tức là không như lý tắc ý và như lý tắc ý, như vậy thì cái bài đọc của chúng ta nên đọc cả hai, tức là một pháp thuộc phần hạ liệt và một pháp thuộc phần thù thắng, thì cái này nó hay hơn, thưa quý vị. Cho nên đề nghị MC, đề nghị của Nhật Quỳnh đọc dùm cho. Dạ, đúng là cô Lân Nhật Nguyệt, tôi xin cảm ơn cô nhận thức bài kinh Dasitara là hai nhận thức sáng suốt một pháp thuộc phần hạ liệt, thứ hai là nhận thức sáng suốt một pháp thuộc phần thù thắng. Và xin đề nghị Thượng Tọa Giảng Sư, Thượng Tọa Pháp Đăng lưu ý giúp là ở đây chúng ta học bài, một bài là khéo tác ý và một bài không khéo tác ý, một pháp thuộc phần hạ liệt và một pháp thuộc phần thù thắng. Như vậy thì chúng ta nghe cái bài đọc là mới kết luận được hai bài. Dạ, xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Và bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho kinh của bài mới, bài thích chuyện. Sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Giảng Sư Trần hôm nay sẽ thuyết giảng. Nam mô Thầy. Sa thú lành thai, thành kính đảnh lễ tri ân ngài tự sự bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay và chỉ cho con đọc bài, và con cũng đã tìm được bài rồi. Dạ, con một lần nữa thành kính tri ân ngài và cảm ơn Đăng và Nguyệt hỗ trợ cho Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kính cảm ơn sân suốt. Năm Bích Thanh đọc bài, và do hai bài nhập lại thì thời gian cũng rất là dài, nên con xin phép bỏ những câu Bali và con sẽ học ngắn gọn lại. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ, cũng kính mong đạo tràng hoan hỷ cho con. Dạ. Kinh Thập Thượng Tarasutta, nhận thức thiếu sáng suốt một pháp thuộc phần hạ liệt, nhận thức sáng suốt một pháp thuộc phần thù thắng sẽ được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Này các hiện giả, một pháp có nhiều tác dụng. Một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến tri, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại. Một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó cần được sanh khởi, một pháp cần được thắng tri, một pháp cần được tác chứng. Năm, thế nào là một pháp chịu phần tai hại? Bất như lý tắc ý, sớ giải, a vô ni
sơ manasika rô tê anic chê nít chăn tí a đi na đa dễ quá tờ ấp ba tham mâm nasika rô. Bài kinh sau đây trích từ Tăng Chi Bộ phẩm Ba Pháp với Phật ngôn: nếu chính nhận thức thiếu sáng suốt, bất như lý tác ý và nhân tố tạo nên tâm si. 68. Du sĩ ngoại đạo. Này các tỳ kheo, nếu du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: có ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là ba? Tham, sân, si, những pháp này, này các là ba pháp. Trong ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt? Được ấy vậy, này các tỳ kheo, các ông trả lời như thế nào với các du sĩ ngoại đạo ấy? Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp ấy, các pháp lấy Thế Tôn căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm nương tựa, lành thai. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết ý nghĩa lời nói này cho chúng con, sau khi nghe Thế Tôn, các vị tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỳ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cái vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, nếu các cư sĩ ngoại đạo hỏi như sau: có ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là ba? Tham, sân, si. Này, này các hiền giả, là trong ba pháp này, này các hiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt? Được hỏi như vậy, này các tỳ kheo thì cần phải trả lời cư sĩ ngoại đạo ấy như sau: tham như các hiền giả là nhỏ, nhưng ly tham là chậm chạp, sân là tội lớn, nhưng ly sân là mau chóng, si là tội lớn và ly si là chậm chạp. Hai, do nhân gì này chư hiền, do duyên gì vì tham chưa sanh được sanh khởi và tham sanh rồi chưa đến tăng quảng đại, cần phải trả lời là tịnh tướng. Dạ con thấy bài chỉnh của ngài rồi, dạ con đã lỡ đọc qua. Với ai không như lý tác ý tịnh tướng, thời tham chưa sanh được sanh khởi và tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên. Tham chưa sanh được sanh khởi và tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì, sân chưa sanh được sanh khởi và sân đã sanh tăng trưởng quảng đại. Cần phải trả lời là chướng ngại tướng. Với ai không như lý tác ý chướng ngại tướng, thời sanh chưa sanh được sanh khởi, sanh sanh rồi sanh trưởng quảng đại. Đây là nhân, này hiện giả, đây là duyên, khiến sanh chưa sanh được sanh khởi và sanh đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì, si chưa sanh được sanh khởi và si đã được sanh tăng trưởng quảng đại. Cần phải trả lời là không như lý tắc ý. Với ai không như lý tắc ý, thời si sanh khởi và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các hiền giả, đây là duyên, si khiến si chưa sanh được sanh và si đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì, tham chưa sanh, không sanh khởi, hai tham đã sanh, được đoạn tận. Cần phải trả lời là tướng bất tịnh. Với ai như lý tác ý tướng bất tịnh,
Thời tham chưa sanh, không sanh khởi, đã sanh được đoạn tận. Đây là nhân. Này các thiên giả, đây là duyên. Khiến tham chưa sanh, không sanh khởi, hai tham đã sanh được đoạn tận. Do nhân vì, do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì, sân chưa sanh, không sanh khởi, hai sân đã sanh, được đoạn tận. Cần phải trả lời là, từ tâm giải thoát. Với ai? Giải thoát sanh, không sanh khởi, hai sân đã sanh, được đoạn tận. Đây là nhân. Này các hiền giả, đây là duyên. Khiến sân chưa sanh, không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận. Do nhân gì, này các chư hiền, do duyên gì, si chưa sanh, không được sanh khởi, hay si đã sanh được đoạn tận. Cần phải trả lời là như lý tắc ý. Với ai như lý tắc ý, thời si chưa sanh, không sanh khởi, và si được đoạn tận. Đây là nhân. Này các hiền giả, đây là duyên. Khiến si chưa sanh, không sanh khởi, hai si đã sanh được đoạn tận. Một pháp thuộc thù thắng. Sáu la mã. Thế nào là tám? Dạ, con kính cung thỉnh ngài Trị Siêu. Có phải bài này không ngài? Ngài cho con một triệu ạ. Dạ, dạ con kính dâng mít đến ngài. Không phải đâu cô. Bài đọc của chúng ta là phải như thế này. Khởi đầu và chúng ta phải đọc số 6 đó là thế nào là một pháp thuộc phần hạ liệt bất như lý tập ý. Và mà gọi là một pháp thuộc phần thù thắng như lý tập ý. Xong rồi lấy hai bài đó là chánh kinh của bài học kinh thập thượng. Rồi chúng tiếp bài kinh sau đây được trích từ Tăng Chi Bộ Phẩm Ba Pháp với phụ nêu rõ chính nhận thức thiếu sáng suốt mở hoặc bất như lý tắc ý là nhân tố tạo nên tâm si, và chính sự nhận thức sáng suốt mở đơn như lý tắc ý là nhân tố cho đứng si mê. Bắt đầu chúng ta đọc về bài kinh đó. Khi đọc hết bài kinh là thôi chứ đâu có, hồi nãy cô không có đọc cái phần sáu la mã rồi cái cô đọc giống y như trong chỉ là cái phần thượng tọa giác đẳng trích, nhưng mà trong cái bài kinh trích được chân Tăng Chi Bộ 1234 đoạn đó thì lại là nói đến cái sự không như lý tắc ý, do không như lý tắc ý làm cho tham sanh khởi, làm cho sân sanh khởi. Còn cái đoạn bài kinh Tăng Chi Bộ mà từ cái đoạn 6, đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 đó, thì ở đây là nói về Đức Phật Ngài dạy cho các vị tỳ kheo về cái sự như lý tắc ý. Chính cái sự như lý tắc ý đó sân si đã được sanh, chưa sanh thì không sanh khởi, mà đã tham sân sanh rồi được đoạn tận. Đó là ý nghĩa của cái bài đọc, cũng như cho nó khế hợp với hai
hai câu năm la mã và sáu la mã của cái bài kinh thường. Cho nên nếu cô đã cô thiếu cái bài đó thì sẽ đọc dùm cho, như vậy đủ rồi chứ khỏi cần phải đọc thêm nữa, đọc thêm nữa nghe kỹ. Bây giờ xin được cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Quan Hỷ giảng dạy cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Alo. À, thì bữa hôm nay chúng ta học hai bài. Trong hai cái bài học hôm nay đó thì bây giờ đã là hết nửa tiếng đồng hồ rồi quý vị, còn nửa tiếng đồng hồ thôi. Thì đó là một cái pháp mà thực tính pháp, đó là cái tâm sở với tâm, đồng diệt với tâm, đồng nương, một căn, đồng biến, một cảnh. Nhưng mà vì nó là sở hữu tờ tha, đó là bảy sở hữu biến hành. Trong 13 sở hữu tờ tha mà nó là một trong sở hữu biến hành. Thì thường thường chúng ta biết sở hữu biến hành được nói đến nó có 100 bốc tâm, gồm có xúc, thọ, tư, quyền, tắc, một là xúc, hai thọ, ba tưởng, bốn tư, năm định, sáu bằng quyền, bảy tắc ý. Thì cái sở hữu tắc ý mà bốn, và sở hữu tắc ý này nó sanh được với 121 tâm. Loại một loại là như lý tắc ý là thiện, còn một loại là không như lý tắc ý là bất thiện. Nói như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật là một bậc thiên nhân chi đạo sư, và ngài biết cái hành quẩn của chúng ta, đó là cái hành quẩn ở đây thì chúng ta biết phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì cái sở hữu tác ý này thuộc về hành quẩn. Và Đức Phật đó là ngài thuyết lên để biết rằng một cái người mà không như lý tác ý đó thì tham sân si nó sanh khởi, và một người khéo tác ý đó, thì tham sân si nó được đoạn tận. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật ngài giải cái gì nè, nó cái căn cội của nó, nó có cội của nó là gọi là nhân á. Bởi vì do nhân do duyên đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói về cái không như lý tắc ý trước á, thì chúng ta thấy rằng nếu mà ngoại đạo á, mà họ hỏi đó thì phân biệt đặc thù. Đức Phật này dạy chư tăng phải trả lời cái nghĩa là cái chỗ mà mình biết được cái cội nguồn của nó đó là ba. Đó là cái cội nguồn của sân của si. Và ba cái cội nguồn bất thiện này đó, đó là những cái pháp mà chúng ta gọi là hạ liệt. Vì trên đời này không có gì mà hạ liệt bằng tham. Bởi chúng ta bị tham nó, họ tìm, họ tước đoạt những cái tài sản của người khác. Vua thì su cao thế nặng, trộm cướp thì cướp của giết người. Còn những người mà họ bất chánh, họ tìm cách này cách kia để họ lấy của người khác, nên chúng ta gọi là tham là như vậy. Như vậy thì ý của Đức Phật này muốn nói chỗ là cái tịnh tướng á. Ví dụ một cái người tham tiền, cái tiền nhiều đó, họ sẽ họ tìm cách này cách kia để lấy. Nên thường thường chúng ta thấy biết bao nhiêu cái vụ án mà người ta thấy có cơ hội để lấy tiền được á, thì người ta tìm cách để người ta lấy rất nhiều cái tiền, số tiền đó. Tại vì tiền đó đó, người ta biết là nó sẽ mua được vàng, mua được dinh thự, có thể mua được chức quyền nữa, mua được cái chức quyền. Nên thường thường chúng ta biết rằng như vậy nên cái tiền bạc hay là tiền vàng đó là cái tịnh tướng mà tâm tham sinh khởi. Nói thấy Đức Phật ngày biết được, ngày biết được ở trong tịnh tướng là những cái tướng vừa lòng mình thấy. Nên thường thường quý vị thấy rằng Đức Phật ngày nói trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, chúng ta thấy rằng ta không thấy pháp nào sanh khởi của người đàn bà, rồi cái tiếng, cái tướng nói, cái mùi thơm, rồi cái vị xúc chạm, biết rằng cái tịnh tướng đó đã kéo lôi chúng ta trong vòng luân hồi đã vô lượng kiếp rồi. Mỗi kiếp chúng ta luân hồi đó, chúng ta có mắt để thấy cảnh sắc, tai nghe khí, miệng đến bên vị, thân chúng ta gọi là giống đó. Thì đối với từ loài người cho đến loài như là cái tịnh tướng là gì, cái tướng đẹp. Nên thường thường trong bài kinh Đại Khổ Uẩn thì Đức Phật này có nói
cái vị là cái người phụ nữ của cái thời kỳ mà nó đẹp nhất á, là 16 hay 18 tuổi là cái thời kỳ đẹp nhất của người phụ nữ. Còn cái thời kỳ của người nam cũng vậy, cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mình gọi là sức nhất cái ngọt. Nhưng mà cái thời kỳ mà tàn tạ già nua bệnh tật á, đái ỉa đi đứng không nổi, mình mẩy đầy dẫy những cái bệnh tật á, thì đó là cái nguy hiểm. Và cái người tu á, là do như lý tác ý nên biết được á, những cái điều này nó sẽ xảy đến thôi. Một cái người trẻ thì phải già thôi, người khỏe thì phải bệnh, sống phải chết, chứ không thể nào khác được. Như vậy thì cái tịnh tướng đối với tham á, là người đó không như lý tác ý, nên cái tịnh tướng là cái tướng gì vừa lòng. Một người nam người nữ vì cái vừa lòng từ mắt thấy tai nghe, từ cái sự mà hợp ý hợp lòng, thành ra Đức Phật gọi là tịnh tướng là như vậy. Nên chúng ta thấy rằng đối với con người chúng ta hay loài thú á, cũng mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nếm thân xúc chạm ý, và những cái lòng mình nó tham nó sanh khởi. Tham nó chưa sanh thì nó được sanh, mà hãy tham đã sanh rồi nó tăng trưởng quảng đại. Chúng ta nghe những cái câu chuyện của đó, nghe nói rằng nghe những vị tỳ cô nói lại thôi, đi đến chỗ nhà của nàng Sirima đó, ngoài vấn đề mình nhận vật thực thừa vị ăn thỏa thê đó, mà còn nhìn được cái sắc đẹp của nàng Sirima nữa, thì lúc bấy giờ vị tỳ khu đó đó chư tỳ khu nói như vậy, cái vị này đi tới đó nhận phiếu, vậy vị này là người dẫn 8 vị tỳ khu đến nhà của nàng Sirima. Nhưng mà lúc bấy giờ nàng Sirima nàng bệnh đó, nhưng nàng không có động, thì cái vị tỳ khu này mà mình nhìn thấy giờ này bỏ đồ ăn không có ăn, nhưng mà sau đó 3 ngày thằng này bị chết, cái vị này bỏ đồ ăn trong bát hôi thiêu như vậy, cứ nằm nó nhớ tưởng nó mà phải sẽ làm cho cái người đó có thể là mình gọi là bệnh tương tư. Chuyện bổn sanh Đức Phật kỳ kể là ngày có đứa con của ngài thương công chúa đó, con của ngài thương công chúa cuối cùng đâu có được đâu, chỉ có chết thôi, chứ làm sao mà thương được một cái thằng gù mà làm sao thương công chúa được, mà làm sao để cưới được công chúa. Thứ bảy quý vị, thường thường con người ta có mắt nhìn vào những cái tham đó, nó ngự trị trong lòng người đó, ngự trị trong lòng người đó nó sẽ thiêu đốt người đó, phải là những người tương tư đó, những người tương tư bệnh tương. Như vậy thì Đức Phật nói rằng cái tịnh tướng á, là cái tướng của mắt thấy miệng nếm thân xúc chạm ý suy nghĩ phù hợp với cái ưa thích mình đó, mình gọi là vừa lòng đẹp ý với mình. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đó, thí dụ như người và thú, như là chó với chó, mèo với mèo, gà với gà, vịt với vịt. Con gà là cái con gà đực là nó cái tính tướng đẹp của con gà mái. Con gà mái nhìn thấy con gà đực thì con gà trống thì nó thích, thì chúng ta hiểu là đó. Như vậy thì thường là như cái tịnh tướng á, tham nó chưa sanh nó sẽ sanh, và tham nó ngự trị trong tâm người đó lâu dài. Như vậy á, là cái pháp thứ nhất của không như lý tác ý đó, những cái tham gì nó chưa sanh nó sanh khởi. Rồi cái thứ hai là gì, do duyên gì sân chưa sanh được khởi, chính phải trả lời là trước ngày tướng. Bởi vì khi mình gặp những cái gì mà ví dụ mình đói mà không được ăn, không được ngủ, mệt cũng được nằm, thì những cái bực bội nó sẽ sanh khởi trong tâm. Như vậy thường thường quý vị biết rằng những cái người mà muốn đi ngoài đường xe, muốn đến sân bay mà sân bay bị đường đi bị kẹt xe, thì người đó họ nóng như lửa, họ có thể bỏ xe họ chạy bộ. Mình thấy có những cái bộ phim đó mình kể, mình thấy kẹt xe có thể người ta giục xe, người ta bỏ chạy đi tới chỗ hẹn vậy đó. Thành ra những cái đó là làm người ta, nó nghĩa là nó bực bội khi mà nó trở ngại. Ví dụ mình có rằng trở ngại đường đi, những cái ví dụ mình đi làm về mình gặp nhà cửa bề bộn, rồi con cái nó không có biết gìn giữ tài sản, hay không biết dọn dẹp nhà cửa, mình bực mình dễ. Như vậy á, Đức Phật này, cái tướng trở ngại đó gọi là chướng ngại
tướng đấy. Tướng ở đây cái gì mà mắt mình thấy, nghe, mũi mình ngửi, miệng mình nếm, thân mình xúc chạm, ý mình suy nghĩ. Nếu không vừa lòng mình thì mình gọi là chướng ngại. Chướng ngại đó là cái sự trở ngại. Mình nói rằng mày làm việc chướng tai gai mắt thì cái nghĩa là người đã làm những việc mà không. Thì như vậy nó chưa sanh khởi nó sẽ sanh khởi, mà sân nó sanh khởi rồi nó tăng trưởng quảng đại. Như vậy là đó là nhân, đó là duyên. Thì quý vị thấy cũng như là cái câu chuyện của đạo sĩ Khanh Tý Qua Đi đó, tu cái hạnh mà gọi là cái hạnh từ tâm ấy, vua đó là đi vào cung, vào cái khu mà công đó, vườn thượng quyển đó, vua được những cung tần phi nữ đó là quạt hầu rồi vua ngủ quên đi, những người cung tần phi nữ mình hát hò cho vua nghe, mình đờn, mình làm trò cho vua coi, mà giờ vua ngủ và những người này có lòng tin, họ ngồi họ nghe đạo sĩ Khanh Tý Qua Đi giảng pháp. Nhưng mà ông vua ông thức dậy, ông thấy không còn có một người nào, chỉ có một người tỳ nữ mà ông cái đầu lên, ông nằm ngủ thôi, bỏ đi hết. Ông tới gặp vị đạo sĩ, ông tức, ông hỏi vị đạo sĩ tu cái gì. Đạo sĩ Khanh Tý Qua Đi nói, mà quý vị nghĩ rằng ông chặt tay chặt chân mình mà thấy ngài là tan nát hết. Cuối cùng ông chặt tay chặt chân của ngài, nhưng mà ngài vẫn nói cái tâm cái ngài đó, vua này ông rất là đạp lên ngực của ngài bỏ đi. Và khi bỏ đi thì ông bị một cái nghiệp ác mà nó cổ sanh ra, là vua và cũng như quần thần nó đều bị tai của trời diệt hết. Nên nó thường thường quý vị biết rằng đối Phật á, thì biết rằng cái tịnh tướng á, cái tướng là cái tướng mà mình không vừa lòng, mình có thể chuyện mình sân lên rồi á, dữ tợn, mình rất là dữ tợn, và cái chữ đó nó sẽ làm cho mình có thể giết người, có thể là hủy hoại, có thể đốt nhà đốt cửa, mình có thể làm rất là nhiều cái việc mà mình không thể nào tưởng tượng nổi. Thì cái tự vì cái những sự trở ngại đó làm cho sân mình nổi lên. Và những người mà không như lý sanh, chúng ta gọi là chính mực, sự đó khổ tôi đã làm khổ tôi sẽ làm người đó, người tôi đã làm khổ người thân tôi sẽ làm khổ người thân tôi, người đó đang làm lợi kẻ thù tôi đã làm lợi kẻ thù tôi và sẽ làm lợi kẻ thù tôi. Và mình gặp những việc không vừa lòng thì nó sanh. Rồi si mê là si mê chưa có sanh sẽ sanh. Những người mà họ có si mê đó, có nhiều khi họ đi nghe người khác nói mà họ sanh lên tà kiến. Một người nói mà không khéo suy nghĩ ra sanh lên tà kiến. Thì quý vị biết rằng trong kinh Đức Phật ngài có kể lại câu chuyện mà tiền thân của Anh Đa có người cha, mà người cha là ảnh hưởng đứa con rất là có lòng tin cúng dường chư thiên này kia nọ. Nhưng mà ông cha thì ông cũng thương con cúng như vậy thôi. Nhưng mà có lần đó ông đi ông gặp một vị đó nói rằng cái thả ra từ lúc nó hết thôi chứ nó có nghiệp quả, không có thiện ác, không có vui khổ, không có cái này. Thì lúc bấy giờ quý vị biết rằng có hai người đi theo cái đoàn của ông vua đó. Một người thì nhớ kiếp trước mình làm sĩ, mà về kiếp sau mình sanh làm người tôi tớ. Ông này đó, hai ông này cũng nói lên đức vua là đúng, ông đạo sĩ này ông nói đúng. Vì kiếp trước tôi là người cư sĩ giới mà mình sanh làm tôi tớ. Vì ông nói rằng tôi kiếp trước tôi làm đồ tể mà tôi sanh làm tể. Như vậy là ông này ông nói đúng, cuộc nhân quả, không có luân hồi, cũng có quả báo. Thì lúc bấy giờ vua ông sanh ra tà kiến quý vị. Ông sanh ra tà kiến. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà không tác ý đúng thì cái tà kiến sanh khởi, bởi vì nó cho khởi lên cái tà kiến. Bởi chính vì như vậy nên Đức Phật này mới nói rằng người khác nói mà không khéo suy nghĩ sanh ra tà kiến. Nên
cái pháp hai chi trong tăng vậy. Rằng những cái si á, là những cái gì mà chúng ta không biết, mà bây giờ gặp người khác nói đó, thì những cái nghi ngờ, phân vân lưỡng lự nó sanh ra trong tâm chúng ta, và nó ngự trị trong tâm chúng ta. Chúng ta không tin nhân quả luân hồi nữa, chúng ta nó có thật nữa, không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin có nhân quả. Tại vì cuộc đời đó là một cái sợi chỉ dài, đến lúc mà nó hết cuồng đời chấm dứt thì ông đạo chỉ này á, vô nữa là nhớ được kiếp trước đó, mà cuối cùng ông vua ông sanh ra tài kiến. Như vậy thì chúng ta thấy ở đời nó có rất là nhiều người, họ nghe người ta nói khi mình ở cõi khổ quá, cõi Tây Phương Cực Lạc nào đó, cõi cây Tây Phương Cực Lạc nào đó, nó có thể là như là chim nói pháp, rồi thành bàn lô ly, người ta cũng tin, người ta cũng tin và người ta cũng nguyện sanh về cõi đó. Thật sự là chúng ta biết rằng Đức Phật nói trong kinh, ngài nói chỗ nào rọi vào gọi là ban ngày, mặt trời gọi là ban đêm. Thật sự đông hướng Tây nó chỉ là định thôi. Hướng Tây là bóng tối thì lại không có phù hợp. Chỉ trái đất do mặt trời nó rọi vào phía nào thì gọi là ban ngày, chỗ mà không có mặt trời gọi mình gọi là ban đêm. Như vậy quá. Nhưng mà bây giờ cho đến bây giờ cũng rất là nhiều người họ tin có Tây Phương Cực Lạc, chúng ta thấy như vậy, và họ cũng đêm ngày họ niệm, họ cầu. Mình thấy những người đó thật sự là do họ nghe người khác nói, họ quảng cáo như là một cảnh giới nào đó, nên họ sanh ra cái sự mê tín, mình gọi là si mê đó. Những cái si mê chưa biết rằng những gì mà Đức Phật ngày giải lại khác chúng ta. Dù là chư thiên á, họ sanh do quá sanh. Quá sanh là tự nhiên có, do cái phước công đức. Nhưng mà qua trước bảo điện héo, chư thiên biết mình chết. Tâm buồn bực biết mình chết. Tâm người đổ mồ hôi là biết mình chết. Y phục đóng bụi biết mình chết. Hào quang mờ biết mình, dù là chư thiên là quá sanh. Và chúng ta biết chư thiên á, họ muốn cái gì là có cái đó. Muốn ăn bay đi thôi. Muốn qua trước bảo điện bao nhiêu. Họ chỉ coi như vậy. Như vậy thì dù cái cõi Tây Phương Cực Lạc nào đó, một cái tông chỉ nào đó, thì cõi chư thiên mà vị chư thiên muốn nữa, hiện ra bao nhiêu vườn hoa, nó bao nhiêu loại hoa thì nó hiện ra. Y phục mình muốn cái màu gì nó hiện ra màu đó. Hào quang thì lúc nào cũng sáng suốt. Thì chúng ta thấy Đức Phật nói như vậy. Rõ ràng thì chúng ta là một cái người tu tập đó, chúng ta hiểu được những cái gì mà Đức Phật này dạy. Dù là chư thiên, nhưng mà chư thiên cũng do chư thiên cũng là trong thể chỉ có sanh á, thì có già đau và chết, không thể nào thoát và chết. Và con người chúng ta khi mà mình thọ trì, nên quý vị biết rằng chúng tôi có gặp một cái trường hợp ở trên Bảo Lộc của quý vị, những người bệnh á, họ đem tới đó cho người ta niệm Phật, niệm gì quý vị? Cho ăn cho uống gì cho nằm đó niệm riết, niệm riết. Có thật sự tại Phú Túc cũng có nhiều người á, cho già bệnh á, mà bác sĩ chạy đó, họ đem lên chỗ đó họ để niệm riết cái đoàn này niệm, đoàn kia niệm, nhưng mà không cho ăn cho uống gì quý vị, mà sao không chết được. Quý vị thấy mấy người mà đã ăn á, mà không được ăn, khác không được uống, mà niệm hoài phải chết rồi, nhưng mà người ta tin mấy người. Nhiều khi quý vị thấy rằng những cái đó là Đức Phật gọi là những cái si mê đó, mà cuối cùng là sao? Cuối cùng mang tài người đó để cho liệm cũng tính tiền, rồi tính tiền bao nhiêu tiền những đứa con phải trả cái số tiền đó, thì cuối cùng đó là họp bởi cái người mà gọi là người chết và cái người sống nằm đó, mà niệm tới mấy ngày đó là mới niệm cả ngày như vậy đó, là người sống người chết nằm chung với nhau luôn, thì người nào không chết quý vị, nó phi gọi là nó phản khoa học và nó không có thực tế. Nhưng mà thật sự lúc bây giờ quý vị biết rằng cả hàng trăm người cha mẹ của họ là những người chết rồi cũng nằm im đó để niệm, rồi cái người mà chưa chết họ cũng niệm, mà không cho ăn cho uống gì hết, không có thuốc thang gì hết, chỉ có niệm Phật thôi. Mà quý vị thấy người ta cũng vẫn tin. Mình thấy những điều đó mình thấy rất là kinh khủng quý vị, rất là kinh khủng. Nhưng mà
người ta, những người Phật tử chúng tôi nói có một sư cô đó, họ cũng mà bà mà bệnh mình mà không chữa được đem bà lên trên đó, bà là sư cô rồi, sư cô khắc sĩ mà cũng nói mốt đem lên đó cho bà nằm trên đó niệm cho bà chết. Chúng tôi cũng không hiểu nổi nữa quý vị. Như vậy những cái gì mà người ta si mê đó, người ta gọi là tà kiến, gọi là tà kiến ác đó, mà chấp thủ, và những cái điều đó nó mang lại cái sự hệ lụy. Bởi vì mình sanh làm người có danh sắc, Phật gọi là danh sắc là khổ. Có cái thân á, thì nó bị biến hoại, dù là chư thiên nó cũng bị hào quang mờ. Y phục đóng bụi qua Đức Bảo Điện héo, trong tâm buồn bực, làm biến ngồi nghe pháp. Quý vị thấy không? Hễ luân hồi đó, thì mà hễ mình làm biến ngồi nghe pháp đó, thì không có thiện pháp để duy trì làm chư thiên, nên cuối cùng chư thiên phải chết. Còn làm người á, mà mình không có thiện pháp á, thì mình sau khi chết đó, mình sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, không được làm người. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng mà sanh được làm người làm chư thiên ít như là cái sừng con bò, trong khi sanh lại trong địa ngục ngã quỷ súc sanh á, Atula địa ngục nó nhiều như cái lông Đức Phật. Nhưng mà chúng ta không có tác ý để cho ký sanh, vì thường thường một người già đó nó bệnh hoạn nhiều, họ đau đớn nhiều mà tâm không có định tĩnh rất là nguy hiểm. Nên đó, Đức Phật này mới dạy là còn nhỏ mình phải tu tu giới, tu định, tu những cái thiện nghiệp, rèn luyện cái tâm tánh mình để cho mình định tĩnh được, mình có thể đối diện với tử thần được, thì mình mới chắc chắn là sau khi chết mình gần trời xa đất. Còn nếu mà mình chờ tới già mà niệm Phật á, có nhiều người chúng tôi nói họ đến nỗi mà họ si mê đến nỗi họ nói cho họ nghe họ sanh về Tây Phương. Chúng tôi còn nghe một cái bà sư cô đó, bà nói mà chúng tôi cũng hết hồn luôn, quý vị biết không? Đức Phật Thích Ca không có độ được, giới thiệu Đức Phật Di Đà đó độ qua Tây Phương Cực Lạc. Nên Đức Phật Thích Ca không có độ được mà Đức Phật Di Đà độ qua Tây Phương. Mà bà đó chúng tôi biết, bà cũng tu mấy chục năm rồi quý vị, bà nói chúng một câu chúng tôi nghe nè. Thành ra nhiều khi chúng ta biết rằng á, những cái si mê nó sanh khởi vì mình không có nhận định được danh và sắc. Nên những cái si mê nó sanh khởi. Rồi bây giờ chúng ta thấy Đức Phật này dạy về cái nhân mà để diệt trừ thật là, nên Đức Phật này dạy chúng ta ăn xong rồi có đại tiện, uống xong có tiểu tiện. Cái thân của chúng ta đó, chúng ta phải quán như vậy đó. Bởi vì quán như vậy nó rất là dễ. Ví dụ mình ăn xong mình đi vô mình đạm, mình mắc cầu, mình đi vô cầu á, thì mình thấy phần nó hôi. Sự một bình thường mà làm như vậy nó cũng bớt nữa quý vị. Quý vị nghe cái câu chuyện của cái cô đó mà cổ đi ỉa mà có thấy mấy con dòi nó dành cục phẫn thôi, mà có quán sao mà cổ giữ cái đề mục đó mà có sanh nằm làm phạm thiên được. Và sau này cổ sanh xuống đó, cổ cũng nhờ thấy cái con cầu mà con những cái vật bất tịnh như vậy mà cổ đắc quả. Bởi Đức Phật này nói rằng đơn giản, mình thấy rằng cái thân của mình nó ăn xong rồi đại tiện, uống xong tiểu tiện, rồi cái thân mình tắm rửa mỗi ngày, cái đó là cái tướng bất tịnh. Mà cái tướng bất tịnh này dễ để mình ấy nhất. Còn bây giờ mình nói mình ngồi mình tu, mình phải tu tóc, lông, móng, răng, da, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước miếng, nước ướt. Mình phải ngồi mình tu. Còn bây giờ mình cứ mỗi lần mình tắm, mình biết cái thân mình dơ dữ lắm, mình phải tắm. Nó hôi, nó thúi, kinh khủng lắm. Đái, ỉa thì nó hôi, nó thúi. Mình quán tưởng cái bất tịnh chút xíu như vậy cũng là nhân là duyên. Quý vị thấy ngày Chu Lắm Anh Đã Cá trong quá khứ không? Ngài là vua đó, ngài chỉ lao cái thân thôi. Cái thân nó dơ lên, ngài đi suy nghĩ cái thân của mình nó bất tịnh. Vậy mà sau này Đức Phật này cũng dùng cái đề mục cái khăn này đưa cho ngài Chu Lắm Anh Đã Cá, mà ngài dò biết ngài đắc quả A La Hán với đệ nhất về ý quá thông. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng mình trừ được cái tham chỉ có cái gì, cái bất tịnh tướng thôi, không có khác được. Một cái người muốn trừ tham đó, mình phải thấy cái thân mình đó là nó hệ lụy. Ăn uống nè, ăn uống phải đi tìm đồ ăn đồ uống, ngủ nghỉ phải tìm chỗ ngủ nghỉ, rồi mình đại tiện tiểu tiện phải tìm chỗ đại tiện tiểu tiện. Nên con người của mình là khổ như vậy. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng nếu mình suy nghĩ về cái tướng bất tịnh ở trong thân của mình có đó, là những cái tướng này nó dễ nhất, mỗi ngày nó đều có hết. Nên trong kinh mà bữa hôm trước mình học gọi là 8 cái khổ mà người đời ai cũng phải chịu hết đó, đó là ngủ nghỉ, đại tiện tiểu tiện, ăn uống, rồi mình mẩy tắm rửa, đó là những cái việc mà chúng ta phải làm mỗi ngày. Nhưng mà mỗi lần chúng ta làm á, chúng ta tắm rửa hay là đại tiện tiểu tiện, mình suy nghĩ cái thân mình thật là ghê gớm, bất bình, đó là nhân là duyên để mình bớt tham. Chỉ có khi đó mình mới bớt tham thôi. Như vậy thì cái Đức Phật này nói rằng cái tướng bất tịnh là cái tướng nó để chỉ thật sự thật thân của mình. Bởi vì cái thân ngũ quẩn của mình á, sắc quẩn của mình á, là ruột gan phèo phổi thôi,
mình thấy những gì cứng và mềm thuộc về địa đại, cái gì mà chảy ra hay quến lại gọi là thủy đại, cái gì nóng hay lạnh là hỏa đại, cái gì mà căn phòng là phong đại. Đức Phật chỉ nói trong thân của mình là địa đại thôi. Dù cho bây giờ mình nghĩ rằng cái thân của mình được ăn uống từ những cái vật, từ những cái vật thực, mà vật thực đó là gì, là cơm canh bánh trái mình ăn, được cái thân mình nó được như vậy. Rồi thậm chí mình thấy rằng nếu mà con người không có ai chôn á, mình cũng xình lên, cũng thúi, cũng hôi kinh khủng lắm. Những cái việc mà mình thấy đơn giản thôi, bây giờ mấy người mà bị xe cán đó, máu nó chảy ra nó tanh kinh khủng lắm. Mình thấy cái thân mình nó máu người nào cũng tanh hết, chứ không phải là nó không tanh, nhưng mà mình không có tiếp xúc với nó. Từ khi mình ra máu mình ngửi mình mới thấy tanh. Những người bị xe cán họ bị máu đổ ra, họ mới thấy, mình tới gần mình nghe tanh. Nhưng mà thật sự trong thân của mình là như vậy. Nên Đức Phật nói rằng một cái người mà quán diệt tịnh, tham nó chưa sanh, nó không sanh khởi, mà tham đã sanh nó được đoạn tận. Bởi vì chúng ta thấy cũng như là câu chuyện tỳ khưu mà này đó, nghe nàng Rohini, nàng kỹ nữ Siddhima chết á, nằm ba bữa như vậy. Nhưng mà lúc bấy giờ đó là vua đã nói với Đức Phật á, là em gái của Chi Quá Cá là nàng Siddhima đã chết rồi. Thì Đức Phật này mới nói đem vô nghĩa địa để ba ngày sinh lên rồi đó. Đức Phật này mới Đức Vua tới hỏi đó, thì Đức Phật ngày mới nói Đức Vua hãy làm gì đúng thời. Thì Đức Vua mới ra lệnh người nào mà trên tuổi thành niên đó mà không đi vô trong nghĩa địa đó bị phạt, phạt tiền. Nên tất cả nam nữ đó, mà cái tuổi mà gọi là thanh niên đó thì phải vô trong nghĩa địa đứng, vua chúa đứng. Rồi Đức Phật này mới hỏi vậy chứ lúc mà kỹ nữ Siddhima đó mà còn đó, thì người ta muốn sống một đêm với nàng bao nhiêu tiền? 1.000 đồng tiền vàng. Thì bây giờ cho 1.000 đồng lấy nàng Siddhima về. Nhưng mà lúc bây giờ cái thay nó sình trương lên rồi, đâu có ai muốn lấy. Thì cuối cùng từ 1.000 đồng mà xuống tới còn có 1 đồng thôi. Mà không có ai dám lấy hết. Không ai dám lấy cái thân nó đem về. Bởi quý vị thấy con người mình chết đó, mình phải tốn tiền làm đám ma nữa quý vị. Quý vị thấy một người mà ví dụ chúng ta nói ai chết cũng phải tốn tiền làm đám ma hết. Rồi phải phải kiếm chỗ chôn nữa. Kiếm chỗ chôn cái xác thân đó. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy ở Ấn Độ rồi người ta chết xong rồi người ta thiêu liền rồi đem hất xuống sông, nó trôi đi đâu nó rồi. Nhưng mà chúng ta mà gần người Trung Quốc đó, thì người Trung Quốc đó, họ coi sự chết đó, rồi coi ngày coi giờ thổ tán với tán gì lung tung hết. Nhưng mà cái người Ấn Độ thì họ nhẹ nhàng lắm quý vị, chết là họ nghĩ rằng đi tái sanh rồi, đem thiêu hất xuống trôi đi đâu. Chứ họ cái cách đi quý vị, khi mà cái người xả ly đó với ngũ quẩn đó, họ khó sanh lại làm quỷ mà gìn giữ cái thân này. Nên quý vị thấy có nhiều người họ chết, họ lâu đi đầu thai, không phải là đầu thai mà khi chết đó, họ giữ cái xác chết đó. Nên trong kinh luật Đức Phật thì cũng nói những cái vị tỳ khưu mà có nhiều vị chết xong rồi sanh làm phi nhân á, giữ cái y của mình. Mà ai tới lấy cái y của mình cũng lật cái xác lên mà dí cái người đó. Quý vị nghe những chuyện như vậy. Nhưng mà tại vì á, là cái vị đó liếng ái cái y của mình. Mà khi chết rồi ai mà đụng tới cái y của mình không được, đụng tới cái thân của mình không được. Thì mình hiểu được cái thân mình chết thì mình phải tái sanh. Nhưng bây giờ mình tái sanh làm những loài phi nhân, sanh làm những loài ngã quỷ, những cái loài mà liếng tiếc cái xác chết này. Nên có nhiều người quý vị biết rằng họ chết, họ không có đầu thai được sanh làm chư thiên, làm người, mà họ sanh là vào những cái khổ thú, họ sanh vào những cái loài ngã quỷ, những cái loài mà quỷ để giữ cái xác chết này. Vậy thì Đức Phật này đó là một cái người mà hiểu được cái thân này đó là cái nó là vay mượn mà. Ví dụ mình nói tinh cha huyết mẹ đi, noãn bào tinh trùng của cha của mẹ cũng là vay từ những vật thực mà có, những cái noãn bào, những cái tinh trùng để rồi mình hình thành cái sắc thân của mình với nghiệp và thức, với cái thời kỳ thụ thai của người phụ nữ mình có mặt. Thì Đức Phật này nói như vậy, nên khi mình quán những cái tướng bất tịnh đó, cái lòng tham mình sẽ bớt đi từ từ. Và những cái tham nào nó sanh đó, nó sẽ không sanh, mà những cái tham nào đã sanh nó được đoạn tận. Thì lúc bây giờ Đức Phật này thuyết giảng về cái tướng bất tịnh đó, của cái thân của nàng Siddhima đó, thì cái vị tỳ khu mà bị tương tư đó, đói khát như vậy mà nghe đi thăm nàng Siddhima là tỉnh dậy đi liền. Nhưng mà khi vô đứng Đức Phật này nói như vậy thì đến lúc mà cho không cũng không ai nhận hết. Rồi cuối cùng Đức Phật này thuyết về cái thân này đó, khi mà nó cái thức gì hết đó, nó là một cái gánh nặng cho mọi người vậy đó. Thì vị này nghe và vị này quán xét và vị này đắc quả ao hán quý vị. Như vậy thì những cái tướng nào mà cái tướng bất tịnh á, là những cái tướng mà tử thi đó, cái tướng mà sình lên sọp xuống, cái tướng xanh bầm, cái tướng nứt nẻ,
cái tướng mà dòi trong thân chúng ta mà nó bò lúc nhúc ra ngoài đó, mình nhìn nó mình ghê lắm, mình ghê cái thân của con người. Và chỉ có những người nào mà có được cái tưởng này đó, cái sự tu tập này đó, thì mới nhổ được tham thôi. Những cái tham mà chưa sanh chứ không thanh sanh. Còn nếu mà người nào mà không như vậy đó, thì không có thể nào được cái pháp thù thắng hết. Nên Đức Phật gọi là mình khéo tác ý đó, cái thân của mình là trước sau gì cũng chết, chết ngoài đường, ngoài xá. Nên thường thường chúng tôi gặp mấy người Phật tử, chúng tôi nói gì nè, cái người mà bệnh nằm mà chết ít lắm. Cái người mà vô bệnh viện, người ta chặt, người ta mổ ruột, mổ gan, mổ phèo, mổ phổi, chân bù lót, mà bây giờ mới nhiễm trùng mà về chết đó thì nhiều lắm. Mấy người mà nằm mà ngủ mà rồi mà đi liền đó, nằm ngủ nóng lạnh chút xíu chết liền đó, ít lắm. Cái người mà đi vô bệnh viện nó kinh khủng lắm quý vị. Nên quý vị thấy á, có người nào chết mà cái người mà không vô bệnh viện ít lắm, còn cái người vô bệnh viện nhiều kinh khủng lắm. Nhiều kinh khủng, vô mổ xẻ rồi cắt lấy này kia nọ, rồi trị xạ trị, rồi cắt bú, cắt đồ đầy người trong thân mình. Rồi thậm chí mấy người mà mấy quý vị thấy những người mà bị tiểu đường tháo từng khúc như vậy đó, nhìn cái kinh khủng lắm, nhiễm trùng rồi nó tháo ra. Nên đó, khi mà mình đức vào bài kinh Đại Khổ Uẩn á, mình chỉ biết được cái vị ngọt của sắc niềm đam mê thôi. Nhưng mà những người mà có trí đó, họ biết được cái nguy hiểm của sắc này, nên họ tu còn rất là trẻ, rất là nhỏ. Nên quý vị thấy trong Phật giáo mới có nói cái câu là những cái vị tỳ khưu đó tóc còn đen nhánh, tuổi đời không có bao nhiêu mà đã thực hành lời dạy của Đức Phật. Còn có người mà họ tu sai, họ chờ đến già họ mới nhờ ai niệm cho họ để họ sanh về cõi này cõi kia, điều đó nó không có quý vị. Người đó không bao giờ đoạn trừ được tham quý vị. Rồi chúng ta thấy một điều nữa, Đức Phật nói rằng duyên gì mà sân á, mình khéo như lý tác ý á, sân nó sanh nó không sanh, cái sân nó chưa sanh nó không sanh, và sân đã sanh được đoạn tận, phải nói là từ tâm giải thoát. Vì mình nghĩ rằng ai cũng khổ, mình thấy có người nào mà không khổ, khổ đói khát nè, khổ đi làm ăn nè, rồi khổ bị kẹt xe nè, khổ phải nhà, khổ phải đóng thuế, rồi khổ của sống phải nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con, nuôi chồng, nuôi người này, nuôi người kia. Nên người ta phải đầu tắt mặt tối, người ta rất là khổ. Cái việc quý vị tồn ứng xử đủ mặt hết á. Đừng nói một vị sư ở trong chùa thôi, mình phải ứng xử đủ mặt hết, nên mình cũng khổ kinh khủng lắm. Mình đã khổ vậy rồi, người cư sĩ còn khổ nữa. Dù cho họ có đi nước ngoài, họ cũng lo cho cha mẹ ở bên Việt Nam, rồi lo cha mẹ không phải lo ăn không mà lo nhà cửa, là lo bệnh hoạn này, lo thuốc thang, lo đủ thứ hết ấy. Nên biết bao nhiêu cái sự khổ. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói mình, người ta đã khổ nhiều như vậy rồi, thôi mình khởi từ tâm, mình đừng làm khổ người ta. Đó là cái người tâm mình, vì mình bây giờ ai làm khổ mình nữa, mình đâu có chịu nổi. Thành mình thấy khổ như vậy thôi, mình nghĩ rằng người nào tâm đối với họ được nha. Mà mình vui đó thì mình rất là khó khởi từ tâm, vì mình thấy họ khổ nhiều như vậy đó. Họ khổ, họ gặp phải biết bao nhiêu cái chuyện đau khổ trên cuộc đời này, đúng không quý vị? Thấy có nhiều người đi làm ăn ở ngoài biển thì sợ cướp biển, rồi sợ sóng gió, rồi sợ đêm tối, rồi sợ thiếu nhiên liệu đi vào trong bờ, biết bao nhiêu cái chuyện mà họ sợ hãi. Thành ra chúng ta thấy con người chúng ta mà chúng ta nghĩ để mình còn sống được á, nên Đức Phật đó khó thai được làm người, khó thai được sống còn. Mình sống còn cũng là khó kinh khủng lắm. Biết bao nhiêu cái việc mình phải chống chọi với mưa nắng, mũi mồng, chống chọi với thời tiết, mạ lị, rồi chống chọi với những điều nghịch cảnh để mình được sống mỗi ngày như vậy. Nên Đức Phật nói rằng mình, nếu mình muốn tu từ tâm á, mình hiểu, mình để đừng có sân tâm á, mình hãy có từ tâm đối với mọi người, mọi loài. Loài nào cũng khổ hết. Chúng ta thấy con vật nó cũng đi tìm ăn như vậy, rồi nó cũng bị con vật khác. Chúng ta thấy những con nai, những con hươu nó đi tìm cỏ ăn, nó bị con cọp, con beo nó ăn thịt nó. Nên chúng ta thấy rằng loài nào nó cũng có nỗi khổ. Chỉ có khi nào ở trên thân mình đó, mình mới thấy khổ kinh khủng thôi. Chỉ có khi nào mình quán á, mình mới thấy chúng sanh là khổ như vậy. Với muôn loài chúng sanh ai cũng phải khổ. Vì khổ vì danh sắc, nghĩa là họ có thân, họ phải ăn để tồn tại, và họ đi tìm đồ ăn cũng rất là khó. Rồi có thân phải đi tìm chỗ ở, rồi tìm những cái điều thuận lợi đó, nó kinh khủng là khổ. Nên Đức Phật này nói là mình quán cái sự khổ như vậy thì mình dễ có cái từ tâm, và mình bớt được cái sân tâm. Và như vậy đó là mình sẽ đoạn được cái sân tâm. Rồi Đức Phật này nói rằng do duyên gì mà si chưa sanh á,
không sanh khởi, si đã sanh tận. Mình phải nói rằng mình như lý tác ý. Như lý tác ý là gì? Cái thân ngũ quẩn mình là như vậy đó. Đời nào cũng vậy. Đời nào có sanh ra thì cũng có già đau và chết. Đời nào cũng vậy. Người ta ăn rồi phải đại tiện, uống phải tiểu tiện, tắm rửa, ngủ nghỉ. Phải như vậy. Đời nào cũng vậy. Con từ con vật đến con người. Không có một cái loài nào mà nó không có cái gì. Quý vị thấy con vật nó ăn xong nó cũng phải tìm chỗ nó nghỉ. Con người ăn xong phải tìm chỗ nghỉ. Rồi ăn xong rồi đại tiện, tiểu tiện cũng phải tìm chỗ. Nên chúng ta thấy rất là khổ như vậy. Nên khi mà mình tác ý á, chúng sanh có danh sắc là khổ, không có bị si mê. Mình phải không có si mê, mình sáng suốt để nhận định được danh và sắc. Mình đoạn trừ cái tham ái trong danh và sắc. Như vậy á, thì cái si á, chúng ta biết rằng si á, là một cái trạng thái không hiểu, không hiểu sự thật. Bởi vì chúng ta thấy rằng lậu hoặc á, nó có dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Vô minh lậu là không hiểu được sự thật. Sự thật của cái thân ngũ quẩn này. Cái sự thật của cái đạo ngũ quẩn này, đó là bát chi đạo. Cái sự thật của chấm dứt luân hồi niết bàn, đó là cái sự thật. Và cái sự thật đó, đó đối với các đức Phật độc giác, các đức Phật kinh văn giác, các ngài đã an trú vào niết bàn. Các ngài không có cái thân ngũ quẩn mà không có khổ của ngũ quẩn này. Khi nào mà chúng ta suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta mới thấy luân hồi kinh khủng lắm. Đức Phật này nói rằng, ngài tu cái hạnh trí tuệ đó, là 7 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, 9 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, 4 A Tăng Kỳ được thọ ký, mà 1 A Tăng Kỳ là một con số 1 với 140 con số 0. Và ngài đã tu 20 A Tăng Kỳ như vậy. Quả thật là một cái thời gian rất là kinh khủng. Nhưng mà mình luân hồi cũng rất là dài. Mình luân hồi còn dài hơn cái thời gian mà ngài phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời để thành Phật. Cho tới bây giờ mình vẫn luân hồi đây. Nên trong kinh Tương Ưng á, cái phẩm Tương Ưng luân hồi đó, Đức Phật thì nói rằng vị thánh tu Đồ Quần đó, từ bỏ luân hồi đó giống như số cát từ trong sông Hằng trôi ra biển cả. Cái số cát còn lại nó ít như là cái số cát trên nắm tay thôi. Luân hồi có 7 lần nữa thôi. Còn chúng ta đó mà luân hồi nhiều như vậy đó, thì chúng ta vì si mê trong ngũ quẩn. Nên chúng ta cứ sanh làm trời người, súc sanh địa ngục ngã quỷ. Do cái vô minh rồi chúng ta tạo hành động có thiện. Có lúc mà chúng ta gần người tốt thì chúng ta làm lành, lánh dữ. Có lúc chúng ta gặp gần người ác thì chúng ta tàn bạo, làm những cái điều tội lỗi. Chúng ta thấy không? Như vậy thì chúng ta mới biết rằng á, Đức Phật ngài nói rằng ở trong đời mình tu rồi nó cũng không có phải là dễ đâu. Mình thật thà nó cũng bị quan cái. Chúng ta thấy Đức Phật với Đề Đa có một kiếp đó, trong quá khứ là hai người đi buôn đồ cổ. Đề Bạc Đa thì lòng tham muốn lời nhiều. Bà già bà đem mâm vàng ra thì muốn lấy hết. Trong khi Đức Bồ Tát chúng ta thì thật thà nói bà là tài sản mà tôi đem đi đó, trên xe này cũng không đổi được cái mâm của bà nữa. Bà già bà nghe người buôn đồ cổ này thật thà. Cái người trước thì nói rằng cái mâm này không có đổi chơi cho mấy đứa cháu của bà nữa. Mà ông này thì ông nói rằng lấy hết chiếc xe này, lấy hết đồ luôn. Tiền bạc chỉ cho ông bà đồng ý để cho Đức Bồ Tát cầm cái mâm vàng đi. Cái người buôn bán đồ cổ mà đẹp đa đó đi lại thấy mất cái mâm vàng á, bị gọi là bị phỏng tay trên á, tức mà ngay bờ sông á, mà dậm chân mà học máu mà kết quan trải với Đức Phật của chúng ta, Đức Bồ Tát chúng ta trong vòng luân hồi. Có những kiếp mà Đức Bồ Tát này sẽ làm con á, mà đẹp mà lúc bấy giờ là chặt tay chân con của mình. Trong những kiếp mà Đức Phật ngày luân hồi, ngày kể lại có những cái quan trái mà cái hiềm thù này á, khởi đầu từ cái kiếp mà buôn đồ cổ, một người thật thà với một người muốn chiếm đoạt, mà cái người này đã kết quan trái, mà cái quan trái trong vòng luân hồi đó là ngõ hẹp, vẫn có thể gặp mặt nhau, có lúc làm cha làm con, mà có lúc làm cha ngài thì lại chặt tay chặt chân chặt đầu của ngài. Quý vị nghe như vậy quý vị thấy rất kinh khủng. Mình mà không có suy nghĩ như vậy đó thì cái đường luân hồi mình rất là dài và cái chuyện gì cũng có thể xảy ra với chúng ta hết. Bởi Đức Phật đó, ngài còn xảy ra những cái chuyện như vậy cuốn hồi chúng ta. Nên Đức Phật ngài nói rằng vừa đủ để mình chấm dứt luân hồi, vừa đủ để mình xả ly cái sự luân hồi tham ái này. Nếu mà mình chưa thấy ngán á, vì cái lòng tham mình còn. Còn nếu mình thấy ngán rồi thì mình thấy sợ quá đi. Ngài đã tu 20 A Tăng Kỳ với 100.000 đại kiếp là một con số 20 với 140 số 0. Ngài tu lâu như vậy mà ngài đã thành Phật rồi. Mà mình luân hồi cho tới bây giờ mình chưa có giác ngộ được.
tại vì sao thôi. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái thời pháp thoại hôm nay về cái pháp hạ liệt và pháp thù thắng đó, thì con xin trình bày về ba cái pháp hạ liệt, đó là tịnh tướng, đó là đối ngại tướng, đó là si mê mà không như lý tắc ý. Những cái si mê chưa sanh do nghe người và không kéo suy nghĩ đó, nó sanh lên những kiến si mê. Và cái tịnh tướng á, cái pháp mà gọi là thù thắng á, là do tác ý đến cái bất tịnh tướng, là cái tướng bất mỹ. Cái thân của mình có những cái gì mà nó không có đẹp, nó không có như là mình mơ đó. Nó vẫn có đại tiện, tiểu tiện, vẫn ăn ngủ, vẫn phải tắm, phải kỳ cỏ thân hình cho nó thật sạch sẽ, vẫn phải tắm rửa giặt giũ áo quần. Đó là những cái điều mà mình suy nghĩ đó, là nhân là duyên để cho mình có thể đoạn trừ cái tham. Và từ tâm giải thoát, mình suy nghĩ mỗi chúng sanh ai cũng có khổ, nên mình hãy thương người. Cái cách thương đó nó cũng dễ khởi lên cái từ tâm đối với mọi loài được, mình bớt được cái sân tâm. Và do mình như lý tác ý đối với cái sự luân hồi ngũ uẩn đó, thì mình sẽ bớt đi cái sự si mê, và mình mới có ý nghĩ đến cái sự giác ngộ giải thoát, mình mới có thể chấm dứt được cái sự luân hồi. Vì luân hồi rất dài, nhưng mà vì mình không có tác ý đến luân hồi nên mình đã luân hồi rất lâu như vậy. Con xin kính lễ quý thượng tọa, và con xin kính dân Phật báo đến công báo công đức để đến chư tôn đức tăng, và chia phần báo công đức để đến tất cả những người thân, trong đó có đệ tử của con. Dạ, xin chia để phước đến đệ tử, và xin hồi hướng phật loài được sự an vui tấn hóa y như nguyện. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng trở lại để điều hợp. Sa thú kính thưa thượng tọa pháp đăng. Bạch thượng tọa thượng sư, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Thượng sư đang có mặt trước. Kính thưa thượng tọa, khoan trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thượng sư có mặt ở trước máy và có nghe được không? Dường như thượng tọa thượng sư không có mặt ở trong room phải không quý vị hả? Dạ, quý vị quan hệ cho chúng tôi biết có phải vậy không? Dạ. Như vậy thì để xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ. Thấy từ tòa tổ sư đã vào, đã trở vào, hy vọng là trong giây lát từ tòa có thể... Bạch thượng tọa thượng sư, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thượng sư nghe được, kính thỉnh thượng tọa quan hệ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Bạch thượng tọa thượng sư, hôm nay chúng ta nói về cái nhận thức thiếu sáng suốt, hay là chúng ta nói là bất như lý tác ý. Thượng tọa thượng sư có thể cho một cái định nghĩa rõ ràng cái chữ Ayoniso Manasikara như thế nào? Thí dụ như là mình thấy sự việc nó bằng trí tuệ thì nó khác với cái như lý tác ý thế nào, mà thấy sự việc không bằng trí tuệ thì nó giống như bất như lý tác ý như thế nào, và bất như lý tác ý có phải là một thứ trí tuệ hay không? Xin thỉnh thượng tọa quan hệ trong định nghĩa rõ ràng về thế nào là không khéo tác ý hay là bất như lý tác ý. Kính thưa thượng tọa. Là một thầy kính lễ Đức Phật, kính lễ Pháp, kính lễ chư thượng tọa đệ tử Phật. Kính thưa quý vị, ở trong hai bài học hôm nay, một pháp một thuộc phần A Liệt, hai nát Phật vô thâm mô là đi đối với cái pháp Ayoniso Manasikara là không theo tác ý hay là bất như lý tác ý, và một pháp thuộc phần thù thắng Uise Sattaniyo Thammo là nói đến cái
Mắc chưa đi xuống mà sẽ cả cái tận ý hay là như lý tận ý. Cái chữ Yoniso Maskara ở đây được giải thích là một người không có sự suy nghĩ, không có trí tuệ, và suy nghĩ theo cái chiều hướng nó khác với cái chân lý. Ví dụ như đối với cái pháp vô thường mà suy nghĩ thấy rằng là thường còn, anh ấy chê để trần tiếp suy nghĩ như vậy đó, cũng là thá, tức là suy nghĩ sai. Cũng là thám anasikaro là suy nghĩ sai, cái đó gọi là không như lý tác ý hay mất như lý tác ý. Còn cái vấn đề như lý tác ý ấy, tức là cái sự suy nghĩ mà có trí tuệ, xin hỗn vì còn nghe chúng tôi nói không? Quý vị có nghe chúng tôi nói không? Quý vị cứ nghe thì nó nghe, không nghe nó không nghe. Quý vị đưa số 1 hay là số 7, chúng tôi không hiểu gì cả. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hãy chúng ta nghe thì chúng tôi nói nghe, không nghe nó không nghe. Thì ở đây đó, cái từ Yuriso là tên để gọi, một danh từ để gọi cho cái chữ Yuri, tức là sự sáng suốt. Mà Yuriso thêm cái tiếp ngữ so ở đây đó là có nghĩa là một cách, theo cách, theo cái chiều hướng trí tuệ sáng suốt, tắt cái sự suy nghĩ, chữ tắt ý manasikaro ở đây, manasikaro ở đây là sự suy nghĩ. Cái này chúng ta nói thật chứ không có nói theo ví dụ pháp. Nói ví dụ pháp chữ manasikara tức là làm thành cảnh là nó khác. Ở đây cái chữ manasikara, manasikaroti, cái động từ này nó đồng nghĩa với chữ vitakketi hay vicharati. Thì ở đây chúng ta suy nghĩ cách nào mà nó, một là suy nghĩ bằng cái trí tuệ, hai là suy nghĩ đúng với cái đường lối của trí tuệ. Cô ý nghĩa của cô thì như vậy, gọi là như lý tác ý và không như lý tác ý. Thí dụ như bây giờ một người họ nhìn thấy một cái cô gái đẹp, một chàng thanh niên thấy nhìn thấy cô gái đẹp, anh ta thấy cái mũi đẹp,
cặp mắt đẹp, cái môi đẹp, cái hàm răng đẹp. Cho nên người ta suy nghĩ rằng cái người con gái này thật là kiều diễm, thật là xinh đẹp, thì người ta có nên lòng tham ái. Thì như vậy trong trường hợp đó, gọi là không như lý tật ý hay bất như lý tật ý. Nhưng mà trường hợp như cụ Rê Quá Tá, công tử Rê Quá Tá là em trai út của ngài Xá Lợi Phất, thì trong cái ngày thành hôn một cái bà cụ ở trong dòng tộc, bà cụ này đã 80 tuổi, và theo cái tập tục người ta sẽ chọn một người già cả lớn tuổi, có đủ còn đủ đôi đủ bạn để mà lên cầm cái bình nước rưới trên đầu tay của cô dâu chú rể để chúc phúc cho cái cặp hôn này. Thì khi đó cậu Rê Quá Tá nhìn thấy cái cô vợ, tức là cái vị hôn thê, thì trẻ đẹp như một nàng tiên, vừa nhìn qua bà ngoại thì thấy cái sắc pháp nó suy tàn và nó hiện tướng những cái xấu xí của thân thể một con người đã già, như là tóc bạc, mắt thì lem nhem, miệng thì không còn răng cho nên bị móm, da nhăn nheo, chỗ đồi mồi chẳng hạn. Thì cậu ta mới suy nghĩ rằng ôi sắc tướng này rồi nó sẽ theo thời gian nó hư hoại như vậy, nó xấu xí như vậy, cái cô gái trẻ đẹp là vị hôn thê của ta một thời gian sau cũng sẽ biến tướng trở thành xấu xí như thế. Thì bắt đầu anh ta khởi lên cái tư tưởng, anh ta chán cái sắc tướng đó, thấy được cái vị ngọt nhưng mà anh ta cũng thấy được cái sự nguy hiểm của sắc tướng. Thế là anh ta có ý định là sẽ đi xuất gia theo anh trai của mình. Thì khi đi dọc đường anh ta giả vờ như là anh ta bị trong bụng, cần phải đi giải tỏa bức bách, cứ làm nhiều hai ba lần như vậy đó. Cuối cùng thì người ta thấy như vậy thì mọi người chờ đợi nó sẽ phiền quá, cho nên người ta để lại cho cái chàng công tử này ở lại đi về sau, và họ rước vô về trước. Thì nhân cái dịp đó cậu Rê Quá Tá đã trốn vô rừng và tìm gặp các vị tỳ kheo và tự giới thiệu mình là em trai của tôn giả Sariputta. Và Chư Tăng vì có được cái sự ủy thác của ngài Sariputta Xá Lợi Phất, hãy em tôi và đã có phát tâm xuất gia, lúc nào thì Chư Tăng hãy cho anh xuất gia vì tôi như là vị huynh thế phụ cho phép, là huynh trưởng trong gia đình mà. Cho nên Chư Tăng, Chư Tỳ Kheo đồng ý chấp nhận cho anh ta xuất gia, và chẳng bao lâu anh ta đã chứng quả là hắn, vì đó đã chứng quả là hắn. Thì như vậy cái suy nghĩ của ngài, của công tử Rê Quá Tá đó, suy nghĩ theo cái chiều hướng thấy được, trước là thấy cái vị ngọt của sắc tướng, rồi sau đó thấy sự nguy hiểm của sắc tướng, như là thấy cái sắc pháp này hồi còn trẻ thì thấy là đẹp như thế đó, nó hấp dẫn như thế đó, nhưng mà đến khi mà bị cái tuổi già nó chi phối, bị thời gian nó bào mòn, thì cái sắc pháp này sẽ bị suy hoại. Thì cách suy nghĩ đó gọi là như lý tác ý, là khéo tác ý. Thì đây là chúng tôi xin được trả lời
cho quý vị. Và ở đây đó, cũng xin thưa với chư tăng là hồi nãy chúng tôi có tìm ở trong Tăng Chi Bộ Kinh nguyên bản Pali về cái bài kinh mà Thượng Tọa Giáo Đẳng trích dẫn trong ngày hôm nay đó. Vì chúng tôi thấy trong trường hợp này cái tịnh tướng và bất tịnh tướng thì chúng ta nghe cũng dễ hiểu, nhưng mà cái chướng ngại tướng, chà, cái vấn đề này thì nó hơi có vấn đề khi mà dịch cái chữ chướng ngại tướng đó. Cho nên chúng tôi đã tìm ra nguyên bản Pali rồi, thì bây giờ thì chắc có lẽ là Thượng Tọa Giác Đẳng cũng sẽ đưa vào trong những cái câu thảo luận sắp tới. Và bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú cái trưng Thượng Tọa Thiền Sư. Bạch Thượng Tọa Thiền Sư, khi mà nói về bất như lý đắc ý, thì thí dụ như mình nói là có những người họ nhìn cái gì cũng là bi quan, nhìn cái gì cũng tiêu cực, thì cái cách suy nghĩ bi quan tiêu cực đó, cái đó có gọi là bất như lý đắc ý hay không? Nó có đồng nghĩa bất như lý đắc ý, hay là nó chỉ là một phần của bất như lý đắc ý, hoặc giả là nó hoàn toàn khác với bất như lý đắc ý? Xin Thượng Tọa Quan Nghị trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, suy nghĩ bi quan hay suy nghĩ tiêu cực, nó là một phần của cái ý nghĩa bất chi lý tác ý. Nó không phải là hoàn toàn đồng nghĩa. Bởi vì ở đây đó, thí dụ như đối với pháp hữu vi là vô thường, mà suy nghĩ theo cái khía cạnh say mê đắm nhiễm ưa thích để chấp nhận là thường còn, cuộc đời là đau khổ, mà vì anh ta thành đạt, anh ta có tiền của, anh ta sống phúc, cho nên anh ta khởi lên cái tư tưởng, ta suy nghĩ rằng là cuộc đời là hạnh phúc, không phải là đau khổ. Thì như vậy rõ ràng là khi ta nghĩ về thường, về lạc, về ngã, đối với ngũ uẩn, về đẹp của thế gian này, thì anh ta suy nghĩ như vậy không phải là anh ta bi quan, không phải anh ta bi quan, không phải là anh ta tiêu cực. Anh ta vẫn lạc quan, anh ta vẫn tích cực, nhưng đó, thấy đời là hạnh phúc, thấy đời là thường còn, thấy ngũ uẩn này là ta là của ta, là tự ngã của ta. Suy nghĩ đó không phải là bi quan, không phải là tiêu cực, nhưng mà vẫn gọi cách suy nghĩ đó là bất như lý tác ý, vì cách suy nghĩ đó là nó trái với cái chân lý, trái với sự thật. Và cách suy nghĩ đó nó rơi vào tình trạng là bất thiện pháp, cái chiều hướng xấu. Thì cách suy nghĩ đó là không có trí tuệ, không theo cái đường lối của trí tuệ. Thì do vậy cho nên cách định nghĩa của chúng ta là cái sự suy nghĩ mà không có đúng theo cái đường lối của trí tuệ chân chính, hay là suy nghĩ trái với chân lý,
thì cái đó đều được gọi là bất di lên tắc ý. Còn như trường hợp một người học cái hoàn cảnh khốn khổ và anh ta đã tuyệt vọng, anh ta không chịu vươn mình, không chịu suy nghĩ về cái lý nhân quả, và anh ta bắt đầu bi quan, và anh ta không thiết tha với sự sống nữa, thì cách đó cũng là một cái gọi là bất dư lý tác ý. Nhưng mà cái sự suy nghĩ bi quan tiêu cực đó, nó là một phần của cái vấn đề bất dư lý tác ý. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi về Nam Mô Bổn Thầy nha. Sa thú kính đức thượng tọa thượng sư. Đại Đức Minh Thông, Đại Đức Minh Thông có ở trước máy không? Nếu Đại Đức Minh Thông đang có mặt trước máy, xin thỉnh Đại Đức Minh Thông trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại Đức Minh Thông, ở trong cái giới tu hành đặc biệt của Trung Hoa, thì hãy có một cái, nó là tâm bình, thế giới bình, hay là tri túc, thiện tiện túc, đại túc, hạ thể túc, là mình biết đủ thì đủ, mà mình giờ đủ không biết trên nào đủ. Nói chung là cái tâm của mình đó, từ cái nhìn đó nó có thể thay đổi cả thế gian này. Nhưng mà khi mà chúng ta nói ở tại đây là một người khéo tác ý và người không khéo tác ý đó, thì Đại Đức Nguyên Thông nghĩ rằng cái ảnh hưởng của khéo tác ý đó, nó có thể giúp cho chúng ta bao trùm cả thế gian này, giống như nó tâm bình thế giới bình hay không? Hay là cái nói đó nó hơi hơi khoa trương một chút chút, cái nói đó nó hơi hơi phóng đại một chút. Thật ra thì mình nghĩ tích cực ấy, thì có hẳn là cuộc đời nó đẹp hoàn toàn, hay là nghĩ tích cực nó chỉ cho mình một số những cái kết quả tương đối thôi. Xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tu luyện sư phụ có cái đáp án cho các câu hỏi của sư phụ. Mà trong câu hỏi này đó, sư phụ là combine nó giữa là Phật giáo và Khổng giáo. Cái câu mà tâm bình thế giới bình thì nó cho cả hai phái đó, và cái câu mà tri túc thiện túc đại túc hà thì túc, tri nhàn thiện nhàn đại nhàn hà thì nhàn là của Nguyễn Công Trứ, là người bên Khổng giáo. Kính thưa sư phụ, một người mà có cái như lý tác ý như mà sư bá tội siêu hồi nãy vừa nói đó, là một người đã có cái trí tuệ, có cái trí tuệ nhìn thế gian và cái con người, bản chất của con người của mình và cái bản chất của các pháp. Bởi vì người đã nhìn cái thế gian thì biết rằng cái thế gian này là tất cả mọi vật đều xảy ra theo cái định luật nhân quả mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khám phá ra. Mà nhân quả là gì? Nhân quả là mỗi người như chúng ta đây đó, thì có những thân hành là cái thân thể của chúng ta, khẩu hành là lời nói của chúng ta, và ý hành cái sự tư duy của chúng ta. Nếu mà thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta suy nghĩ không đúng như là Yonisomanasikara mà Đức Ngài, mà Sư Bá hồi nãy nói là Ayonisomanasikara, tức là không có suy nghĩ một cách đúng lý, đúng pháp theo thời gian, đúng pháp theo giáo pháp của Đức Phật, thì người đó sẽ nhận quả cái quả báo là bởi vì thấy cuộc đời nó là bởi vì họ nhìn thấy đó, họ cho rằng cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt, cái gì cũng quý, và cái thân xác của chúng ta họ cho rằng khi mà còn sức khỏe thì họ không có nghĩ rằng thân xác của chúng ta sẽ có thể là chết bất đắc kỳ tử và già rồi sẽ chết. Và họ không thấy được vậy, cho nên cái đó là cái Yonisomanasikara. Mà tất cả chúng ta là những người ở trong room này, nhờ nghe giảng dạy, nhờ nghe chư tăng tuyên thuật lại những lời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy, thì thấy rõ
cuộc đời là vô thường và tất cả vạn sự trên trần gian này không có gì, không có cái gì trường tồn, cho nó gọi là vô ngã, và vì vậy cho nên là khổ. Cho nên cái tam pháp ấn thì gọi là vô thường, vô ngã và khổ là cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và vì vậy cho nên cái sự suy nghĩ tích cực, sự suy nghĩ tích cực có làm thế giới này trở nên thật sự tốt đẹp như câu tâm bình thế giới bình hay chỉ là một cách nói cường điệu? Chính thưa sư phụ, đây theo con nghĩ chỉ là một cách nói cường điệu, nói nghe cho vui. Nghe nói tâm bình thì cái thế giới bình là mình nói là như vậy, nhưng mà thật sự, thật sự là giàu cái tâm mình bình, nhưng mà cái sự mà tan rã của cái thân xác của chúng ta sẽ đến, thì lúc đó thì cái người mà bệnh hoạn khi mà thấy cái chết sắp đến rồi thì tất cả mọi người đều là hoảng sợ và có những cái hành động không được đúng đắn khi mà cái cận nghiệp đến, trừ những người có tu hành. Bởi vì những người có tu hành khi mà cái chiều dày của những thiện pháp của họ đã làm, khi mà họ đã biết rằng thế gian này vô thường và thân thể này sẽ tan rã ra, và họ đã chuẩn bị niệm sự chết. Cho nên Đức Phật đã giảng dạy chúng ta nhất thiết là phải là thường xuyên ở trong tỉnh giác, là mindfulness, là mindful. Để làm gì? Để niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm sự chết. Bởi vì nếu mình không niệm sự chết thì mình không sống với cái sự chết từng giây phút, để khi mà sự chết thật sự đến với mình thì mình sẽ hoảng hốt. Cho nên cái người mà có cái sự nghĩ tích cực thì cho rằng thế giới là thật sự tốt đẹp. Có cái người gọi là cái quan niệm là lạc quan sống đó. Nhưng mà sự thật ra thì cái thế giới này nó không phải là tốt đẹp như là cái người lạc quan nhìn đời. Mà cái thế giới này nó sẽ đi đến biến hoại. Sự thật ra nó là sẽ đi đến biến hoại chứ, nhưng cái chân lý là nó đã biến hoại từng sát na. Nếu mà chúng ta thấy rằng đó, máu huyết của chúng ta nó lưu thông để nó thay đổi hoài, cứ 10 ngày thì cái toàn máu huyết của chúng ta nó khác cách đi 10 ngày toàn hoàn toàn đó. Và thân thể của chúng ta mỗi một giây phút thì bao nhiêu tế bào đã mất đi, và một giây phút thì trong xương tủy của chúng ta đã tạo ra bao nhiêu tế bào mới. Bằng cớ là khi chúng ta tắm, chúng ta kỳ thì chúng ta thấy đất đó không phải là đất, là những cái tế bào trong da của chúng ta nó đã chết đi rồi, chúng ta kỳ ra. Bởi vì vậy kính thưa sư phụ, sự suy nghĩ tích cực có làm cho thế giới trở nên thật sự tốt đẹp như câu là tâm bình thế giới bình hay chỉ là một cách nói cường điệu? Đó là chỉ là một cách nói cường điệu, một cách nói của những người mà nhìn cuộc đời bằng cái thế giới, bằng một cái tâm lạc quan. Nhưng mà sự thật rằng cái thế giới này nó đang tan rã những cái gì mà nó đã sanh ra, và nó sẽ sanh ra những cái mới. Và cái đó là một cái chuỗi sanh diệt liên tục không có ngừng nghỉ của thế gian. Và đó là cái chân lý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng giải cho chúng ta. Và chúng ta nếu mà suy nghĩ như vậy, sống như vậy đó, thì có thể sống lạc quan khi chúng ta sống, mà chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ chết và phải chuẩn bị cho cái chết đến khi chúng ta, mà Đức Phật gọi là cái tư lương. Cho nên Ngài đã giảng giải cho bao qua câu hỏi là cái thân tất cả chúng sanh, cái thân người hiện tại đây lái cây chính con màu vàng, tay sai của Viêm Chúa, người là nguồn cội của sự chết sẽ đến tìm người. Cái việc lành mà người đã chưa có, cho nên là không nên chúng ta phải trở nên những người mà có trí tuệ để tạo những việc lành, tức là những cái thiện pháp của chúng ta, và học Phật pháp là như vậy thì mới được là cái người thông minh. Được như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái pháp quyền diệu. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy cho chúng ta như vậy. Phải thấy rõ cái chân lý và phải tu tập, thì lúc đó thì chúng ta sẽ thấy ra những cái pháp quyền diệu sẽ đến. Đó tức là trí tuệ của chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con tư duy trong cái câu hỏi của sư phụ. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm, để con và đạo tràng sẽ học hỏi.
Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng ta nghe, có thỉnh mời sư phụ Trở Lai Mai. Sao thủ kính trình đại đức quý thông, thừa tọa pháp đăng có ở trước mấy không? Nếu thừa tọa đang nghe được, xin thỉnh thừa tọa pháp đăng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ, xin hỏi thừa tọa pháp đăng, thừa tọa có ở trước mấy không? Dạ, thừa tọa pháp đăng, có những người họ đặc biệt có cái thói quen là nhìn những diễn tiêu cực hết, và họ không khéo tác ý. Ở đây chúng tôi bất chi lý tác ý, mà đa số chúng ta lại có thói quen như vậy, nhìn sự vật không có nhìn ở cái khía cạnh sáng suốt minh trí, mà là nhìn ở khía cạnh rất là phàm tục, rất là phiền. Thì nếu trong trường hợp mình như vậy thì mình nên làm, mình tu tập thế nào để mình có thể có được một cái nhìn là xương tới sáng suốt, cái tỉnh từ đó học đó. Alo. Alo, dạ, con cảm ơn nha. Cảm ơn quý vị. Ở trong câu thảo luận số 3 của thực tọa thì con xin chia sẻ như thế này. Bởi vì có hai cái trạng thái nhìn, một cái trạng thái thì bị đam mê, một cái trạng thái bị chán chường. Mà trạng thái đam mê thì là của tham, trạng thái chán chường thì có thể là của sân. Và tham sân thì đều là không tốt. Thành ra khi mà mình là một cái người cư sĩ thật sự đó, thì mình vẫn biết rằng mình vẫn có sanh có tử, nhưng mà thật sự những cái thiện nghiệp nó dẫn mình đi tái sanh làm người. Ví dụ như thân mình từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, với cái thân thiện nghiệp đó, thì nó với cái thân thiện nghiệp, với cái phúc hạnh đó, sẽ dẫn mình sanh làm chư thiên, làm người thông minh trí tuệ, có của cải tài sản. Thành ra khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì mình vẫn sống, vẫn làm những cái thiện sự công đức mà Đức Phật ngày nói người cư sĩ đó, thu hoạch tài sản, nuôi mẹ, nuôi cha, nuôi con, nuôi vợ, cúng dường sa môn, bà la môn, chia cái tài sản ra nó phù hợp. Tuy rằng chúng ta biết là chúng ta chết, chúng ta không có đem ra cái gì, nhưng mà thật sự cái người sống mà có tài sản mà để làm những cái việc mà nó phù hợp như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng người đó là cái người rất là tốt. Nhưng mà có nhiều người họ cũng suy nghĩ, nhưng mà họ suy nghĩ là họ thanh bê tha, mỗi ngày họ kiếm một vài xì rượu họ uống, rồi nói họ làm chuyện này chuyện kia thì họ nói chết rồi, đâu có đem theo đâu. Con cũng gặp mấy người như vậy đó. Cứ sáng rồi họ mua chừng mấy xì rượu vậy đó, họ uống hỏi xong làm đó, ôi làm chết có đem theo được cái gì đâu sư ơi. Nghe đó, họ nói chết không đem theo gì đó, thì giống như đúng, nhưng mà thật sự là họ nhậu thôi. Họ nhậu rồi họ ngồi nói chuyện khào cho hết ngày. Những người đó họ giết thời gian quý báu, bởi vì Đức Phật là một cái người tu đó, thì không có giết thời gian của mình như vậy, mà mình phải ngồi hành thiền để mình có cái tâm thiện, hoặc là mình học kinh để có tâm thiện, hoặc là nghe pháp, hoặc là ngồi niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, hay là niệm thể trược, niệm sự chết. Thì đó là mình có tích cực trong vấn đề tu tập. Tuy rằng mình hiểu rằng một cái người mà họ tích cực tu tập đó là họ có thiện pháp trong tâm, mình gọi là khéo như lý tận ý, chứ không phải họ chán chường tất cả mọi thứ, không phải vậy. Vì chán chường đó là một cái trạng thái của tâm sân. Tâm sân là chán chường. Bởi chúng ta thấy sân á, tật lận hối. Sân là cái sự hủy hại, tật lận hối, sự hối là gây rất hối hận. Mà nó cũng là cái trạng thái mình sống, mình nghĩ mình sống để làm gì, nó cũng là cái sự rây rứt. Bởi vậy khi mà mình hiểu được á, mình cũng giống như mình té trên đất, mình phải chống đất mà đứng lên thôi, chứ còn không thể nào mình nắm được hư không. Mình có khổ của thân á, mình đoạn trừ được thân kiến. Cái đó là cái cách tích cực. Mình có thân này, mình tham ái, mình bị thân kiến, giờ mình đoạn trừ thân kiến thì mình mới chứng đắc đạo quả tu đầu quần. Còn nếu mà mình có cái thân này mà mình hủy hoại cái thân này, ví dụ có nhiều người, con cũng thấy có nhiều người họ mắc một chứng bệnh rồi họ hủy hoại cái thân của mình. Họ hủy hoại cái thân của mình, họ không thiết tha ăn uống ngủ nghỉ, mà họ chỉ đam mê game, rồi đam mê bài bạc, đam mê cái này kia nọ, họ cũng hủy hoại cái thân họ. Thì những người đó thực sự là mình thấy họ rất là tội.
Tại vì cái thân của họ mà họ không làm công đức, mà họ đem cái thân của họ đi hủy hoại bằng cái tiêu tốn thời gian, bằng cách mà tiêu diệt thời gian, bằng cách là game, rồi nghiện nghiện game, nghiện bài bạc, họ nghiện đi nói chuyện khào này, những cái nọ, nó cũng là một cái loại phiền não. Và chính vì như vậy nên họ có thể không có tạo được cái công đức, mà khi chết họ khó được sanh làm người trở lại. Nên thường thường ở trong kinh mô tả một cái người nào mà tự giận họ chết đó, phải trăm họ sanh hàng trăm kiếp ở trong địa ngục. Do cái động lực sanh ấy, nên thường trong vi nói rằng một cái người mà họ tự giận họ chết đó, họ phải hạ sanh 500 kiếp trong địa ngục như vậy. Bởi vì cái động lực sanh nó mới giảm bớt được. Nên cái những người mà họ chán trường mà theo cái cách sanh đó, nó cũng nguy hiểm lắm. Họ hủy hoại cái thân này. Bởi vì vậy thấy có nhiều người họ đi tìm sự sống không được đó. Họ nghĩ đi nhảy cầu chết cho rồi, hoặc là họ uống thuốc độc chết. Họ uống thuốc độc, mua thuốc rầy, họ uống rồi chết. Nó cũng có những người họ nghĩ như vậy. Họ nghĩ rồi cuối cùng sống làm chết có đem theo gì đâu. Làm lụng ăn uống cực khổ quá thôi, uống thuốc rầy chết đi cho rồi. Cũng có nhiều người họ nghĩ như vậy quý vị. Bởi cái nghĩ không đúng đó, nó sẽ sanh ra cái hủy hoại cơ thể. Mà cái cơ thể của mình đó, thì cha mẹ mang nặng nẻ đau rồi nuôi dưỡng mình từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Cho mình ăn uống, cho mình học hành để mình lớn tới bây giờ. Mà mình đi hủy hoại. Thật sự là cái tâm sân của mình nó đã làm cho mình si mê. Mình không thấy được cái thân này nó tạo được cái công đức. Thân này làm được. Nên những người đó họ có cái sự suy nghĩ nó như vậy, tiêu cực như vậy đó. Thì nó có thể là một cái vấn đề mà Đức Phật nói đó là cái mặt trái của cái lòng tham. Mà cái mặt trái của lòng tham chính là lòng sân. Sân đó, thì mình hủy hoại, mình không muốn, không thích. Mình hủy hoại cái gì mình có. Thì trong đó cái thân của mình nó là do cái phước của mình được sanh làm người. Bây giờ mình hủy hoại cái phước làm người thì mình sanh làm súc sanh địa ngục thôi. Cái đó là đương nhiên thôi. Nên thường thường mấy người mà hủy hoại họ tự giận họ chết, họ sanh vào địa ngục hàng trăm kiếp, hàng năm trăm kiếp như vậy. Đó là Đức Phật này nói rằng vì mình có cái thân mà hủy hoại cái thân mà cái thiện sanh làm người được. Dù là sanh làm người khổ bằng cái bất thiện nghiệp, nhưng mà sanh làm người lạc vô nhân nó cũng là cái thiện nghiệp. Sanh làm người lạc nhị nhân cũng là thiện nghiệp, do cái thiện nghiệp mà mới sanh cao hơn cái người khổ. Thì như vậy nên cái một cái người mà có một cái thói quen suy nghĩ tiêu cực đó, thì người này thật sự họ sống một đời đó, họ thậm chí con thấy có rất là nhiều người họ chỉ chờ mà sống đó, họ chỉ chờ người ta đi giúp họ thôi. Ví dụ người ta phát quà từ thiện họ đi nhận thôi, chứ họ cũng không có nỗ lực để làm việc tốt nữa. Nó cũng có nhiều người họ thật sự là họ bị tiêu cực như vậy. Như vậy thì những người đó họ tự bỏ cái bản thân của mình rồi, bỏ cuộc đời của mình rồi. Những người đó họ tự phế bỏ, giống như là nói thôi về phim Tàu mà tự phế võ công mà rời xa môn phái gì đó. Tự phế hết những cái gì mình có khả năng, bây giờ mình hủy bỏ hết, gọi là tự phế. Thì cái người đó họ sống tiêu cực như vậy thì nó không giúp ích gì cho mình, mà cũng không giúp ích cho cha mẹ mình. Tại vì thường thường quý vị biết rằng Đức Phật này nói rằng mình được lớn lên đó là do cha mẹ mình nuôi dưỡng mình, hoặc là có người nào nuôi dưỡng mình. Mình là cái người khôn ngoan mình phải nuôi dưỡng lại người đó. Đó là cái người gọi là có tri ân và báo ân. Còn những người mà dù cho họ có vô ân cách mấy đi, người ta cho họ ăn, họ ăn được 5-7 bữa họ cũng phải biết ơn. Dù là họ không trả thù họ cũng phải biết ơn người đó. Thì cái người đó cũng còn có thể mình nói là nó còn hơn con chó một chút xíu. Mình thấy con chó gì khi nó ăn nó còn biết giữ nhà mà, nó biết giữ của cho người ta, mà những người bội bạc thì họ còn thua con chó nữa. Thành ra mình thấy như vậy. Nên người mà họ sống mà họ tiêu cực quá thì họ hủy hoại cái thân thể của họ. Đó là điều mà Đức Phật này nói, đó là cái trạng thái của cái người mà gọi là vong ân bội nghĩa. Những người đó thì nó không có phù hợp với những cái gì Đức Phật này dạy mình để mình nỗ lực vượt lên. Vì cái người sống mà nỗ lực vượt lên là họ làm những thiện nghiệp để rồi họ có thể sanh làm người giàu sang, biết nuôi cha nuôi mẹ, cúng dường sa môn bà la môn, họ đi bố thí giúp đỡ cho người nghèo khổ để họ vượt lên cái số phận nghiệt ngã của sự luân hồi. Thì chỉ có những người khôn ngoan họ tạo nhân tốt. Và Đức Phật này thấy được cái nhân lành của người đó với cái túc mạng minh đó, với cái sanh tử trí thiên nhãn thường tịnh, Đức Phật này đã thấy người đó tạo thiện nghiệp được sanh làm người, làm chư thiên, làm người giàu sang. Còn những người mà họ hủy hoại cái thân thể thì họ phải sanh vào địa ngục. Họ từ bỏ những cái việc tốt thì họ sanh làm súc sanh. Mới mốt họ muốn ăn thì họ cũng phải là con chó, muốn người ta phải quắt đuôi, hoặc là thậm chí mình thấy có nhiều con chó muốn ăn nó phải lại người ta mới cho nó ăn.
Nó có tay chân nhưng mà nó có chân nó đi nhưng mà nó không có giống như con người. Là nó những cái đó là những cái chúng sanh mà họ tiêu cực, họ không tạo được thiện nghiệp thì họ có thể làm như vậy, không thể nào thay đổi cuộc đời của họ được. Cuộc đời thay đổi là tự mình làm cho mình thay đổi, chứ không có người khác làm cho mình thay đổi. Chỉ có cái tư tưởng mình tự làm cho cái tư tưởng mình bất thiện thiện thôi, chứ còn không có người nào mà thay đổi được cái tư tưởng của mình. Nên Đức Phật nói là cái tà kiến là cái sự cố chấp, chính cái tà kiến đó đã làm cho chúng sanh này hạ liệt. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa, nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Sao thủ ký trưng thượng tọa pháp trân, mà thượng tọa tiểu sư, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa tiểu sư, dạ. Mà thượng tọa tiểu sư, chúng ta thấy rằng ở trong vi diệu pháp đó, phân rất là rõ về pháp là thuộc về nhân, pháp thuộc về quả. Như là những cái tâm thiện, người tâm bất thiện chẳng hạn, thì nó không thuộc về quả mà thuộc về nhân. Nhưng mà có nhiều người nghĩ rằng cái cách suy nghĩ mà bi quan tiêu cực, bất di lấy tác ý, nó là cái kết quả của thói quen nhiều đời nhiều kiếp. Và nếu nó là kết quả thói quen đó, thì trong vi diệu pháp gọi là thường thân ý duyên, nhưng mà có gọi tính là pháp có thuộc về quả hay không, hay là nó là thói quen nhưng mà nó thuộc về nhân. Xin thượng tọa khoan nghĩ giải rõ về điểm này. Kính thưa thượng tọa. Kính bạch chư tâm đức kính thưa quý vị, vấn đề này chúng ta nên phân định hai trường hợp. Ở trong tiếng Việt của chúng ta, thì chúng ta gọi là nhân quả, chúng ta thường hay liên tưởng đến cái nghiệp quả. Thực ra thì cái nghiệp quả cái đó chúng ta xài mới chính xác, thiện bất thiện nó đưa đến cái quả gì thuộc kusala kusala kamma, nó vừa đưa đến cái vipaka sanwatati. Nhưng mà nếu chúng ta nói đến cái từ nhân hay chúng và quả thì ở đây chúng ta không xài cái chữ quý ba cá được, mà chữ nhân trong trường hợp này chúng ta nên xài cái chữ hê túc bách chay giác, lấy chữ bách chay giác thôi là nguyên nhân. Thí dụ như Đức Phật Ngài nói đến cô hê tú cô bách chay vô tỳ tăng của tăng này, cái tỳ kheo do nhân gì duyên gì điều đó được nói đến, thì như vậy ở đây là nói đến nguyên nhân rồi đưa đến hậu quả. Cái này nó cũng không phải là cái quả dị thục của nghiệp, mà cái chữ hậu quả ở đây đó, chúng ta phải xài cái chữ gọi là bất chỉ giúp bành á, là sở duyên. Do có cái này mới sanh ra cái này, cho nên do cái gì thì cái đó gọi là hệ tú,
hoặc là gọi là bát chánh giác, và mới có được kia thì chúng ta gọi là bát chánh chánh bình á, là sở sở duyên, có năng có sở, tức là có nguyên nhân và có hậu quả. Một người mà họ có một cái thói quen là không như lý tắc ý, cái này chúng ta chỉ mới nói đến cái việc mà cái nguyên nhân bất như lý tắc ý là nguyên nhân, nó dẫn đến cái hậu quả, tức là làm cho tăng trưởng tham, làm cho tăng trưởng sân, làm cho tăng trưởng si. Như vậy thì chính do cái nguyên nhân mà nó phát sinh lên cái hậu quả của cái nguyên nhân không như lý tắc ý, đó là tham sân si được tăng trưởng. Thì trong trường hợp đó chúng ta không nói như ta không nên nói rằng bất như lý tắc ý là nghiệp và tham sân si là quả, chúng ta không thể nói, mà chúng ta nhận định trong trường hợp đó chỉ là nguyên nhân và hậu quả thôi, chứ không phải là nhân quả nghiệp báo. Chúng ta phải định nghĩa một cách rõ ràng như vậy. Còn nếu mà nói theo ví dụ pháp đó, thì ở đây cái thói quen không như lý tắc ý, cái đó nó thuộc cái thường cận y duyên, bắt tôn bánh ít xây giá, bắt chơi giá. Và cái này nó không thuộc về nghiệp nhân, mà cũng không thuộc về quả dị thuộc, hay là không thuộc về nghiệp dị thời, mà cũng không thuộc về quả dị thuộc. Tuy nhiên cái bất dư lý tắc ý đó là cái chi pháp của nó thì vẫn là si mê, vẫn là si mê. Nhưng mà chúng ta không lấy thẳng vào chỉ có mỗi một cái si tâm sở. Chúng ta phải biết rằng một người nhìn cảnh sắc, nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, để cho cái tâm tham đắm sinh khởi, thì như vậy cái yoniso manasikara, yoniso manasikara đó nó bao hàm cả tham và si, tụi về tâm tham. Một người suy nghĩ một vấn đề bằng tâm tham, suy nghĩ một đối tượng bằng tâm tham, thì như vậy đó là không như lý tắc ý. Cũng vậy, một người suy nghĩ xét nghĩ đến một cái vấn đề bằng cái tâm sân, hay là bằng cái ba tích khác tướng, gọi là tướng nghịch, nghịch ức, thì cái đó là ayodhiso manasikara. Trong đó đương nhiên si làm gốc, bởi vì cái ayodhiso tức là không có trí tuệ thì nó lấy si làm gốc. Nhưng mà bên cạnh đó không như lý tắc ý, nó lấy si làm gốc và nó phối hợp với tham gốc, căn tham và phối hợp với căn sân. Thì trong cái trường hợp này, nếu mà chúng ta luận về cái nguyên nhân đó,
thì chúng ta nói cái sự bất như lý tất ý thì nó phát thuộc về nhân, nhưng mà nhân này không phải là chưa nói đến là nghiệp, bởi vì cái sự không khéo tác ý đó nó mới dẫn đến nghiệp, dẫn đến hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nó đâm thọc, như vậy thì mới đưa đến thân nghiệp và khẩu nghiệp. Người mà tạo thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp là do họ không có như lý tác ý. Thì như lý tác ý được xem như là nhân gián tiếp để tạo ra cái nghiệp, và chính khi có cái nghiệp rồi, có ác nghiệp, nó mới đưa đến quả. Giờ không như lý tác ý đó, bất như lý tác ý đó, hoàn toàn không phải thuộc về quả báo của nghiệp, mà nó chỉ là nguyên nhân. Và nguyên nhân này là gián tiếp để tạo ra cái nghiệp bất thiện. Chúng ta phải dẫn đi cho nó, chúng ta phân tới nơi tới chốn, chúng ta phân tới nơi tới chốn. Nhiều khi cái này nó có liên quan cái kia, nhưng mà chúng ta nói cái này là cái đó thì cũng không được. Cho nên chúng ta phải phân tích, dù nó mất thời gian nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ. Quý vị qua câu hỏi, qua câu thảo luận số 4 mà thượng tọa dẫn đẳng Bình Niêu Nam Mô Thầy. Kính trường thượng tọa thầy sư, kính bạch chư tôn đức và thượng quý Phật tử, đề tài chữ Yoniso Manasikara và Ayoniso Manasikara đó là một cái đề tài không có đơn giản ở trong pháp hành. Hầu như khi mà chúng ta sinh hoạt trong đời sống hàng ngày đó, thì các vị thiền sư thường nhắc cái thái độ của chúng ta đối với tất cả mọi việc. Và cái thái độ này đó, nó nhiều lúc đó, mình có cảm tưởng như là do cái sự dông đuổi đưa đẩy mà mình không kiểm soát được. Ví dụ trong chuyện Kiều nói là ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Hay là hoặc giả là đôi khi cái chuyện xảy ra đó mình nghĩ nó hoàn toàn có lý, để mà mình suy nghĩ một cách, mình phản ứng một cách mạnh mẽ, giận dữ. Nhưng mà rồi sau đó thì mình thấy rằng cái phản ứng của nó không có sáng suốt. Dạ, phản ứng nó không bị sáng suốt. Thì ở đây chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng để cái tâm tư của chúng ta có thể phản ứng một cách hợp tình hợp lý đó, nó cần rất là nhiều sự phản tỉnh và cần rất là nhiều cái chuyện mà mình xét lại những gì mà mình đã làm, đã quyết định. Đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Thí dụ như là một lúc nào đó mà mình suy nghĩ chuyện nó miên man, và nhưng mà là sau đó mình đọc kinh, mình nghĩ như vậy thì có lợi gì? Dạ, mình nghĩ như vậy có lợi gì cho mình? Mình thấy nó hoàn toàn không có lợi, mà nó chỉ là cái chuyện mà mình càng nghĩ càng tối, càng nghĩ thì nó càng tiêu cực thôi, thì mình nghĩ khác hơn. Chúng tôi nhớ rằng thời gian mà ở chùa ngày quất một nửa hôm ngày chân cha đó, thì ngài hay khuyên là một cái vị tăng sĩ ở trong chùa đó thì nên sử dụng cái Yoniso Manasikara này ở trong nhiều cái trường hợp khác nhau, từ đặc biệt là cái sử dụng tứ vật dụng cho đến đối với những cái anh em đạo bạn huynh đệ, và đối với thời tiết nóng lạnh và nhiều mọi thứ. Và ngài xem rằng đây là một cái phương thức để mà mình đi ngược lại với cái tâm si mê. Tâm si mê là chỉ biết phản ứng và không phản ứng thôi.
Lấy ví dụ là chúng tôi có kể quý vị nghe rằng có một vị sư mà đi đường xa về chùa Quách Đổng Pha Phong của ngài Achancha đó, rồi vì trời tối không về kịp nên ghé một ngôi chùa ở tạm. Và trong khi ghé ngôi chùa ở tạm thì buổi chiều đó thì vị này cứ nghe người ta đặt cái loa trong chùa để mở cái băng giảng của ngài Bút Thất Đắc Sát. Mà họ mở như vậy là từ buổi chiều 5-6 giờ cho đến 11 giờ khuya, tại vì buổi tối trong chùa cũng có đông Phật tử lễ hội đó. Thì vị này đã tìm được một cái chỗ thích hợp, xin vị sư cả để ngồi thiền, để căn liều. Nhưng mà cứ nghe cái băng phát thanh đó, làm cho vị này rất là khó chịu. Khó chịu đó đúng, vị này bực mình ngủ không được. Nó tu hành kiểu gì lạ, dù là nghe pháp mà nghe pháp kiểu này giống như là mình không muốn nghe mà nhét vào lỗ tai của mình vậy. Thì ngày hôm sau bị tỳ về gặp ngài Chân Cha đó, mới trình lại trình bày với việc đó. Thì ngài Chân Cha ngài mới dạy rằng thật ra mình nên suy nghĩ rằng người ta phát thanh nó không phải là để muốn quấy phá mình, mà người ta phát thanh đó là để cho những người mà ít có cái duyên nghe pháp, bây giờ tình cờ họ nghe được câu đó nào đó, thay vì ở trong chùa nói chuyện ồn ào thì họ làm việc cũng tốt cho những người đó. Thì ngài khuyên là mình lên vấn đề nó một cách tích cực thì mình đỡ đỡ phiền, đỡ giận, đỡ này đỡ kia. Thì thứ vì chúng tôi cũng có một cái duyên là ở gần Hòa Thượng Hộ Giác đó, ngài cũng thường áp cái pháp mà như lý tác ý này ở trong cách xử thế. Lấy ví dụ như khi một ai đó mà làm chuyện gì cho ngài giận, làm chuyện gì cho ngài phiền, thì thấy ngài giận ngài phiền thì ngài nghĩ rằng đây là chuyện nhất thời thôi, nhưng mà 5-7 bữa 10 bữa họ suy nghĩ là họ sẽ cắt đi, mà ngài không có nuôi một ấn tượng mạnh mẽ là người này xấu người kia tốt, mà ngài xem đó cái chuyện đó lúc đó nó chỉ là một chuyện đưa đẩy rồi người đã giận như vậy thôi. Và chúng tôi chứng kiến nhiều lần thấy rằng điều đó nó tốt được sự an lạc. Khi mà chúng ta nói sai, nghĩ quấy và đưa ra những kết luận vội vã, rất là có cái thái độ rất là tiêu cực về cuộc sống đó, thì bản thân của chúng ta bị thiệt thòi, bản thân của chúng ta là nạn nhân của những ý nghĩ đó chứ không phải là người khác. Con người mình ít bao giờ mình nghĩ rằng mình tự biến mình trở thành nạn nhân, nhưng mà kỳ thật là mình biến mình trở thành nạn nhân bởi với những ý nghĩ mà gọi là bất như lý tại ý. Nên chi trong Phật Pháp đó, dạy chúng ta một điều rất là rõ ràng là hãy nhìn vào cái thái độ, nhìn vào cái phản ứng, nhìn vào cái suy nghĩ của mình. Thái độ đó, phản ứng đó, cái suy nghĩ đó đó, biết đâu nó thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chúng ta. Nó có thể dẫn chúng ta đến cái đau khổ nóng nảy cùng cực, mà nó có thể dẫn chúng ta đến chỗ thanh thản. Nó tùy vào cách suy nghĩ của mỗi người. Không có một phép màu nào mà phép màu nào thể thay đổi cuộc sống, nhưng mà chắc chắn rằng những cái ý nghĩ tích cực cho những điều rất là tốt đẹp, rất là mầu nhiệm của đời sống. Và điều này đã được Đức Phật giảng dạy rất là rõ ràng. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Đàm Ma. Kính triên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú sanh thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát.
Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh cảm ơn. Xích Hoa Nguyệt và Đạo Tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Oh.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bích Hát Thâm Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.